chương 201, hạng trí thành, anh nghiêm túc ư. Tên đầu to ngớ ngẩn này còn nói muốn cho lăng dao làm nhân vật nữ chính thay thế em. Ha ha, quả thực là buồn cười chết mất, cô ta là cái thá gì, một kẻ tân binh mà thôi, cô ta làm nhân vật chính thì ai xem chứ. Mặt hạng trí Thành càng đen hơn. Anh ta liếc xung quanh một vòng, nhìn về phía đạo diễn, những gì Lâu Hân Duyệt nói có đúng không? Đạo diễn nhìn hạng trí thành rồi đến Lâu Hân Duyệt, bị ánh mắt độc ác kia của Lâu Hân Duyệt làm cho sợ tới mức nhanh chóng trả lời, đúng vậy, giống hệt như Lâu Hân Duyệt đã nói. Ừ, tôi biết rồi, Hạng Chí Thành gật đầu. Lâu Hân Duyệt khóc lóc nói, anh Hạng, em là do anh đích thân, đào, đến. Anh đã nói là sẽ đối xử tốt với em, bồi dưỡng em mà. Bây giờ người khác sỉ nhục em nhiều như vậy, anh xem rồi làm đi. Hạng Chí Thành đi về phía giang sách. Trong mắt Lâu Hân Duyệt mang theo nét cười, trong lòng thầm nói, lần này xem anh chết như thế nào. Tim mọi người cũng vọt lên tận cổ họng, hạng trí thành là người có thực quyền quản lý ở giải trí ức mạch, cấp dưới có không ít người. Người dám đắc tội với nghệ sĩ dưới tay của anh ta thì nào có thể có kết cục tốt đẹp. Đặc biệt là lăng dao. Cô ấy biết rằng giang sách là vì bảo vệ cô ấy nên mới dũng cảm đứng ra, nếu vì vậy mà bị hạng trí thành trả thù thì làm sao trong lòng cô ấy yên được đây. Lăng dao tiến lên trước một bước, anh hạng thật ra. Không đợi cô ấy nói xong, hạng trí thành đã dừng lại trước mặt giang sách, sau đó cúi đầu thật sâu, điều này khiến tất cả mọi người đang ở hiện trường nhìn mà há hốc mồm. Hạng trí thành ăn trên ngồi trước mà lại khom lưng cúi đầu trước một người qua đường. Đây là đang làm gì vậy? Lâu hân duyệt lộ vẻ mặt khiếp sợ, anh hạc, anh đang làm gì vậy? Em muốn anh báo thù cho em, sao anh còn nói xin lỗi gì nữa chứ? Hạng Chí Thành hoàn toàn không nghe lọt lời nói của người khác, kính cẩn nói với Giang Sách, Tổng giám đốc Giang, "Xin lỗi, thuộc hạ đã không làm tròn bổn phận." Tổng giám đốc Giang, "Thuộc hạ." Mọi người kinh ngạc đến nỗi muốn rớt cằm. Lâu Hân duyệt càng ý thức được rằng có điều gì đó không ổn. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Hạng Chí Thành tôn kính một người đàn ông khác đến vậy. Giang Sách lạnh lùng nói, "Nếu chuyện này không làm tốt thì vị trí phó tổng giám đốc của anh nhường cho người tài đức khác đi." Hạng Chí thành đổ mồ hôi lạnh, thuộc hạ hiểu rồi. Anh ta đứng thẳng dậy, quay đầu liếc nhìn đám đông rồi lớn tiếng nói, "Mọi người ở đây nghe cho rõ, tôi nhắc lại một lần nữa. Điều giải trí ước mạch chúng tôi coi trọng nhất khi thông báo tuyển dụng nghệ sĩ là đạo đức nghệ thuật." Lâu Hân duyệt không hề có đạo đức nghệ thuật, là một diễn viên, kỹ năng diễn xuất của cô ta lại cực kỳ kém, đồng thời cũng đối xử rất gay gắt với các đồng nghiệp của mình. Một nghệ sĩ như vậy vốn không xứng đáng với giải trí ước mạch ký hợp đồng với cô ta là do hạng chỉ thành tôi không làm tròn bổn phận. Lúc này, tôi xin lỗi mọi người. Hạng Chí Thành cúi đầu xin lỗi tất cả các nhân viên, sau đó nói, "Ngay bây giờ, tôi xin thông báo, Giải Trí Ước Mạch và Lâu Hân Duyệt sẽ chấm dứt hợp đồng. Diễn viên chính trong bộ phim này sẽ chuyển sang cho Lăng Giao đảm nhận." Quả thực Lâu Hân Duyệt đang nghi ngờ liệu tại mình có phải có vấn đề gì không. Cô ta lúng túng cười, "Anh Hạng, không phải anh đang đùa em đấy chứ?" Hạng Chí Thành lạnh lùng nói, cô thấy tôi giống như đang nói đùa lắm sao? Nụ cười trên mặt Lâu Hân duyệt dần dần trở nên cứng ngắc, sau đó cả khuôn mặt như bị vặn thành một đống, trở nên cực kỳ hung ác. Hạng Chí Thành, anh nghiêm túc ư? Đương nhiên. Đồ khốn kiếp, anh ký hợp đồng với bà đây, hiện tại lại muốn chấm dứt hợp đồng với bà, anh coi bà đây là loại người gì hả? Mặc cho anh tùy tiện bắt nạt sao? Hạng Chí Thành nói, tôi sẵn sàng gánh chịu mọi khoản bồi thường có trả lại tiền cũng phải tiến bước người như cô đi. Giải trí ước mạch chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận loại nghệ sĩ có đạo đức nghệ thuật thấp như cô. Được, được, được. Sau khi nói liền ba tiếng, được, Lâu Hân Duyệt cởi bỏ trang phục diễn rồi ném xuống đất, giải trí ước mạch đúng không? Bà đây không hầu. Cô ta dẫn theo người đại diện của mình chuẩn bị rời khỏi phim trường. chương 202, 30%. Trên khuôn mặt của hạng trí thành cũng đầy vẻ buồn bã, giống như Lâu Hân Duyệt đã nói vậy, tất cả lợi thế của bộ phim này đều đều được đặt trên người cô ta. Nếu Lâu Hân Duyệt không diễn thì tương đương với việc dự án này sẽ thành đồ bỏ. Làm sao bây giờ? Giang sách bước tới và hỏi, dự án này là phim chiếu dạp hay là phim chiếu? Mạng. Hạng Trí Thành nói, là phim chiếu mạng. Chi phí đầu vào là bao nhiêu? 300 vạn. Toàn bộ kịch bản và tuyên truyền đều xoay quanh Lâu Hân Duyệt à? Hạng Chí Thành gật đầu, kế hoạch ban đầu là lợi dụng sức ảnh hưởng của cô ta để thu hoạch một đợt, giao hẹ. Là tôi nghĩ quá đơn giản. Sau khi hiểu rõ tình hình, Giang sách vẫy tay với đạo diễn, lại đây. Đạo diễn lúc la lúc lắc đi tới, Tổng Giám Đốc Giang, xin hỏi có gì dặn dò. Giao cho ông một nhiệm vụ. Xin cậu cứ nói. Lật ngược toàn bộ kịch bản, tiến độ dự án bắt đầu từ con số 0, mọi tuyên truyền giai đoạn trước đều xóa bỏ hết. Sau đó, lấy lăng dao là nhân vật chính, chế tác một bộ cân đo đong đếm theo chính cô ấy, hoàn thành kịch bản với chất lượng cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Cuối cùng, phải hoàn thành quay chụp và đăng lên mạng trong thời hạn quy định của kế hoạch ban đầu. Mặt đạo diễn xanh mét hết cả. Chuyện này sao có thể hoàn thành được chứ? Diễn viên chính thay đổi, kịch bản thay đổi, tuyên truyền bị hủy bỏ, tất cả mọi thứ chẳng khác gì làm lại từ đầu, kết quả là còn phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian dự kiến ban đầu hoàn toàn chính là chuyện không có khả năng hoàn thành mà. Đạo diễn vừa muốn nói chuyện thì giang sách đã ngăn ông ta lại. Tôi biết khó khăn của ông, ông không cần phải nói. Ngân sách ban đầu của ông là 300 vạn, tôi sẽ tăng lên cho ông 1.000 vạn. Sau khi bộ phim mang này đăng tải lên Internet, ông có thể nhận được 30% doanh thu phòng vé. 30% Vị đạo diễn chuyển từ lo lắng sang vui mừng chỉ trong chớp mắt. Thường chỉ có những đạo diễn lớn mới đủ tư cách tham gia vào doanh thu phòng vé, những đạo diễn nhỏ như ông thường chỉ bị công ty chèn ép thôi. Được chia 30% doanh thu phòng vé, nếu doanh thu phòng vé cao thì ông ta có thể kiếm lại tiền chỉ trong một năm. Giang sách rỗi ra hai ngón tay, tôi chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, hoàn thành một bộ phim chiếu mạng chất lượng cao. Thứ hai, lang xê lang dao. Nếu như ông làm đủ tốt, tôi thậm chí sẽ tăng cổ tức của ông lên đến 50% như thế nào, có thể hoàn thành được không? Trước sự cám dỗ lớn lao, dù khó khăn lớn đến đâu cũng có thể vượt qua được. Đạo diễn gật đầu liên tục, không thành vấn đề. Tổng giám đốc Giang, cậu cứ yên tâm đi, cho dù mỗi ngày tôi không ngủ cũng nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Ừm, phụ thuộc vào ông hết đấy. Giang sách quay lưng bước đi. Lăng dao bước lên đón, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa mừng thầm. Tổng giám đốc Giang, tôi thật sự không biết nên cảm ơn anh như thế nào không cần cảm ơn, tất cả đều là cô dùng sự cố gắng để đổi lấy. Cô diễn xuất tinh xảo như thế, lại có ngoại hình xinh đẹp, sẵn sàng chịu thương chịu khó. Tôi không lăng xê cô thì lăng xê ai? Khuôn mặt của lăng dao lập tức đỏ như một quả táo chín. Mặc dù từ nhỏ đến lớn cô ấy đã được nghe vô số lời khen ngợi, không biết đã có bao nhiêu người khen cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng chỉ có lời khen ngợi của Giang Sách ngày hôm nay mới khiến cô ấy cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng, kèm theo đó là những đợt ngượng ngùng. Sau tất cả, Lang Giao vẫn là một cô gái tuổi đôi mươi. Đứng trước một người đàn ông trưởng thành, thành đạt và có trách nhiệm như giang sách, làm sao cô ấy có thể chịu nổi sức hấp dẫn chứ? Sau khi được khích lệ một phen, tim cô ấy đập thình thịch không ngừng. Giang sách nói, hãy biểu hiện cho tốt, đừng để tôi thất vọng. Lăng dao gật đầu chắc nịch, tôi sẽ bỏ ra 100% nỗ lực của mình, tuyệt đối sẽ không phụ sự bồi dưỡng của Tổng Giám Đốc Giang ừ cố lên sau khi nói xong giang sách yêu cầu tất cả các nhân viên rút lui cần làm gì thì làm đó nắm vững nghiên cứu kịch bản tiếp tục quay chụp bên này anh trở về bên cạnh nhậm chỉ lan trên mặt nhậm chỉ lan nở nụ cười xấu xa nhìn giang sách nói tổng giám đốc giang giang sách xấu hổ gãi đầu anh có thể biểu hiện rất lạnh lùng và kiêu ngạo trước mặt người ngoài nhưng chỉ khi ở trước mặt nhậm chỉ lan anh mãi chỉ là một đứa trẻ dù sao thì nhậm chỉ lan đã lấp đầy khoảng trống người mẹ trong tuổi thơ của giang sách. chương 203, ông hỏi con hồ ly tinh này đi. Bên kia, tòa nhà văn phòng giải trí bá khổng, văn phòng tổng giám đốc. Bách tin hoành ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm bản thảo hợp đồng, cười tủm tỉm nói, lúc đầu tôi thuyết phục cô đến với tôi thì cô nhất định không nghe. Hiện tại chịu thiệt thòi rồi đúng không? Ngồi trên ghế sofa chính là Lâu Hân Duyệt, người vừa rời khỏi giải trí ức mạch không lâu. Cô ta thở hổn hển nói, đều do tôi ngu ngốc. Lúc trước mắt mù nên mới chọn ký hợp đồng với giải trí ức mạch. Bách tin hoành đặt bản hợp đồng trước mặt cô ta, tất cả đều là chuyện quá khứ rồi. Đứa con hoang đàng quay đầu lại cũng không muộn, tương lai hãy làm việc thật tốt ở chỗ tôi, tôi sẽ lăng xê cô trở thành một siêu sao. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Bách. Sau khi ký hợp đồng xong, Bách tin hoành đang xem lại thì cửa văn phòng mở ra. Một người đàn ông mặc vest, để Rear mép bước vào với cách ăn diện cực kỳ có phong thái nghệ thuật. Người này chính là chồng của Nhậm Chỉ Lan, đồng thời cũng là đạo diễn lớn mà Bách Tin Hoành đã bỏ rất nhiều tiền để mời từ Hollywood của Mỹ để làm phim Kỳ Anh Tư. Ông Kỳ, ông đến đúng lúc lắm, chẳng phải phim mới của ông đang thiếu một nhân vật nữ chính sao? Tôi tìm được một người cho ông rồi, ông xem có thích hợp không? Ồ ai vậy? Chính là vị này, cô Lâu Hân Duyệt. Bách Tin Hoành nháy mắt với Lâu Hân Duyệt cô ta lập tức hiểu ra, chủ động đứng dậy không người giơ tay về phía Kỳ Anh Tư. Xin chào đạo diễn Kỳ, tôi là Lâu Hân Duyệt, mới đến nên còn xin ông chỉ dạy nhiều hơn. Trong quá trình không người, đường sự nghiệp đáng tự hào của Lâu Hân Duyệt phô bày không sót chút nào, ngay lập tức đã bắt được trái tim của Kỳ Anh Tư. Ông ta nở nụ cười thật tươi, đúng vậy, quả nhiên là một diễn viên giỏi hiếm có. Chuyện kế tiếp rất thuận buồm xuôi gió. Lâu Hân Duyệt trở thành nhân vật nữ chính trong bộ phim mới của Kỳ Anh Tư. Đã nhiều ngày nay, hai người từ xa lạ thành quen thuộc, ngày nào cũng bám dính bên nhau. Mỗi khi không có việc gì lại nhốt mình trong phòng nghiên cứu kịch bản, chung đụng càng ngày càng vui vẻ. Mấy tin đồn từ bên ngoài trở nên hỗn loạn, truyền vào tại Nhậm Chỉ Lan. Lúc đầu Nhậm Chỉ Lan vẫn không bận tâm đến việc này, cho đến một ngày khi bà ta thấy Kỳ Anh Tư chỉ đạo Lâu Hân Duyệt diễn xuất hai tay khoác lên eo cô ta, cả hai ướn ẹo với nhau trước mặt mọi người. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến trái tim nhậm chỉ lan tan nát. Hôm nay, nhậm chỉ lan đang mở một lớp học diễn xuất, và Lâu Hân Duyệt tình cờ là một trong những học sinh của bà ta. Lâu Hân Duyệt, cô có nghe những gì tôi vừa nói không? Lại đây làm mẫu cho mọi người một lần đi. Lâu Hân Duyệt áo ẹo đi đến trước mặt mọi người, biểu diễn lại những gì mà nhậm chỉ lan đã dạy một lần, kết quả là khá tệ. Nhậm Chỉ Lan tức giận nói: Tôi dạy như vậy à? Lâu hơn Duyệt, cô đừng nghĩ rằng mình có chút danh tiếng là đã giỏi lắm rồi. Khi tôi còn ở Hollywood, rất nhiều người nổi tiếng hàng đầu thế giới đã có diễn xuất rất tốt, nhưng chẳng phải bọn họ vẫn khiêm tốn học tập và nghiên cứu kỹ thuật biểu diễn đó hay? Sao? Ai cô chỉ mới nổi tiếng một chút thôi mà mắt đã cao hơn trời? Cô cứ cộng như vậy thì làm sao có thể đạt được thành tựu? N Duyệt diếu cợt, thôi đi bà kỹ năng diễn xuất này thôi cũng đã người ghi bàn được rồi. Cùng một hành động, ngay cả khi tôi làm tốt thì tôi vẫn có thể khiến người ta thèm muốn đến chết. Nhưng, số người cho dù họ làm tốt đến mấy, song vì tuổi già sắc suy cũng thể nào khơi dậy ham muốn của đàn ông đó. Y rõ ràng đang ám chỉ nhậm chỉ Lan đã lớn tuổi, đã không thể khơi hứng thú của kỳ anh tư. N sao? Rời cãi nhau ẩm ý lên, các nữ nghệ sĩ khác của giải trí bá khổng cũng ngăn cản, tất cả đều ngồi xem chuyện cười. N khi giọng nói quá lớn thu hút khi anh Tư đến đây. Bảo hai người phụ nữ ngừng lại và hỏi, có chuyện gì vậy? Chỉ Lan hừ lạnh một tiếng, ông hỏi con hồ ly tinh này đi. N duyệt tỏ vẻ oan ức, đạo diễn kỳ, em cũng không biết em đã xúc bì nhậm ở điểm nào. gì ấy yêu cầu em lên sân khấu để làm mẫu, sau lung giữ và mắng mỏ em, nói rằng em chỉ biết bám lấy anh suốt cả em mờ thật oan ức, về sau em sẽ không làm phiền đạo diễn kỳ anh nữa. Hiện tại cô chỉ mới nổi tiếng một chút thôi mà mắt đã cao hơn trời. Cô cứ tiếp tục như vậy thì làm sao có thể đạt được thành tựu. Lâu hân duyệt diễu cợt, thôi đi bà, kỹ năng diễn xuất này thôi cũng đã thành người ghi bàn được rồi. Cùng một hành động, ngay cả khi tôi làm không tốt thì tôi vẫn có thể khiến người ta thèm muốn đến chết. Nhưng có một số người cho dù họ làm tốt đến mấy, song vì tuổi già sắc suy cũng không thể nào khơi dậy ham muốn của đàn ông đó. Câu này rõ ràng đang ám chỉ nhậm chỉ lan đã lớn tuổi, đã không thể khơi dậy nổi hứng thú của kỳ anh tư. Cô, tôi làm sao? Hai người cãi nhau ẩm ý lên, các nữ nghệ sĩ khác của giải trí bá khổng cũng không ngăn cản, tất cả đều ngồi xem chuyện cười. Cho đến khi giọng nói quá lớn thu hút kỳ anh tư đến đây. Ông ta bảo hai người phụ nữ ngừng lại và hỏi có chuyện gì vậy? Nhậm chỉ lan hừ lạnh một tiếng, ông hỏi con hồ ly tinh này đi. chương 204, số tiền chi ra rất đáng. Lâu hân duyệt tỏ vẻ oan ức, đạo diễn kỳ, em cũng không biết em đã xúc phạm gì nhậm ở điểm nào. Dì ấy yêu cầu em lên sân khấu để làm mẫu, sau đó lại hung dữ và mắng mỏ em, nói rằng em chỉ biết bám lấy anh suốt cả ngày. Em thật oan ức, về sau em sẽ không làm phiền đạo diễn kỳ anh nữa, hu hu hu. Do, so. Đây không phải là kẻ ác cáo trạng trước sao? Nhậm Chỉ Lan nào đã từng được chứng kiến một kẻ bị ổi như vậy, tức giận đến mức không biết phải nói gì. Kỳ Anh Tư nhìn về phía Nhậm Chỉ Lan, đây là bà không đúng rồi, sao bà có thể nói chuyện như vậy được? Hai ngày nay tôi ở bên cạnh Hân Duyệt lâu hơn một chút không phải đều là để đánh bóng kịch bản và nghiên cứu diễn xuất sao? Bà không thể ủng hộ công việc của tôi một chút được à? Bà không những không ủng hộ mà còn cố tình ngáng chân và làm khó dễ người ta nữa chỉ lan à, sao bà lại trở nên hẹp hòi như vậy? Nhậm chỉ lan suýt chút nữa khó thở mà nôn mửa ra. Tôi hẹp hòi, mấy người suốt ngày quấn quýt với nhau mà còn nói tôi hẹp hòi. Kỳ anh tư, chứ không phải ông thấy cô ta trẻ tuổi xinh đẹp nên chê tôi lớn tuổi xuống sắc à? Có gì khó thừa nhận đâu. Kỳ anh tư tức giận. Láo sược. Đây là giọng điệu của vợ nói chuyện với chồng mình sao? Chỉ Lan, bà càng ngày càng ngang ngược rồi bây giờ tôi yêu cầu bà phải xin lỗi lâu hân duyệt ngay lập tức. Nhậm chỉ lan không biết nên khóc hay nên cười, yêu cầu tôi xin lỗi cô ta. Đúng, ảo tưởng. Kỳ anh tư chỉ tay vào nhậm chỉ lan, bà có nói xin lỗi hay không? Chết cũng không. Bốp, một cái tát dáng vào mặt nhậm chỉ lan một cách dữ dội, trực tiếp quật bà ta ngã xuống đất. Nhậm chỉ lan ôm má, nhìn kỳ anh tư với vẻ không thể tin nổi, ông đánh tôi. Tôi đang làm cho bà tỉnh táo lại đừng tưởng rằng mình trở thành một giáo viên dạy diễn xuất là giỏi lắm rồi. Không có tội thì bà chẳng là cái thá gì cả. Đi, kỳ anh tư nắm tay lâu hân duyệt rời khỏi lớp học diễn xuất trước mặt mọi người. Lâu hân duyệt giơ ngón giữa về phía nhậm chỉ lan, bày ra tư thái đắc thắng. Các học viên khác đều đứng dậy và rời đi, thậm chí không một ai tiến lên đỡ nhậm chỉ lan đứng dậy. Toàn bộ giải trí bá khổng, tất cả các nghệ sĩ chỉ nghĩ cho lợi ích của chính mình. Nhậm Chỉ Lan càng nghĩ càng đau khổ, nước mắt tí tách tuôn rơi từng giọt. Bà ta đưa tay lấy sợi dây chuyền trong lòng ra, mở mặt dây chuyền pha lê ra, giữa mặt dây chuyền có hình ảnh một người đàn ông. Hàn Phi, anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh. Em về nước chỉ muốn gặp mặt anh một lần. Chỉ cần gặp lại anh, muốn em chết em cũng không hối tiếc. Hàn Phi. Hai tay Nhậm Chỉ Lan ôm mặt dây chuyền pha lê, khóc lóc thảm thiết. Cùng lúc đó, bên phía giải trí ức mạch đạo diễn cùng với toàn bộ ekip quay phim và tất cả các thành viên đều đẩy nhanh tốc độ công việc đạo diễn làm việc với các nhà biên kịch để thảo luận về kịch bản mỗi đêm cho đến tận khuya các nhân viên chịu trách nhiệm về việc tuyên truyền đã vội vã hủy bỏ tất cả thông tin liên quan về lâu hơn duyệt đồng thời đưa tin về những vấn đề liên quan đến lăng giao một chút nhằm tăng độ nổi tiếng của lăng giao càng nhiều càng tốt tất cả mọi thứ đang tiến hành một cách khẩn trương cuối cùng sau một tháng gấp rút làm việc, quá trình quay và sản xuất bộ web drama, định mệnh đến tô điểm cho em, do giải trí ức mạch đầu tư đã quay chụp chế tác xong. Đây là một bộ phim tình cảm hài hước kể về một cô bé lọ lem theo đuổi hoàng tử, cuối cùng phát hiện ra cô bé lọ lem hóa ra là công chúa, hoàng tử chỉ là một công dân bình thường, nhưng họ vẫn yêu nhau và ở bên nhau mãi mãi. Lăng Giao đóng vai nhân vật nữ chính. Chất lượng phim khá cao cộng với diễn xuất tuyệt vời của Lăng Giao nên sau khi phát sóng nội bộ, Giang sách xem xong cũng khá hài lòng. Số tiền chi ra rất đáng. Chuyện sau đó cũng rất thuận lợi, phim nhựa được gửi trực tiếp lên ba trang video lớn để thương lượng với bọn họ về vị trí đề xuất hàng đầu trên trang chủ. Vốn tưởng rằng đến đây thì mọi thứ đều đã tiến hành thuận lợi. Nhưng ngoài dự đoán, Trình Đan Đình tìm đến Giang Sách và cho anh biết một tin tức khá tồi tệ, cả 3 trang web video lớn đều từ chối đơn đăng ký đề xuất chính, nhiều nhất thì bộ phim chỉ có thể được cho một vị trí đề xuất cuộn thứ cấp. Nếu hiệu quả không tốt thì ngay cả vị trí đề xuất cuộn thứ cấp cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Giang Sách cau mày hỏi, chất lượng phim của chúng ta không tốt sao? Trình Đan Đình lắc đầu, cười gượng gạo mà nói, lý do tại sao lúc trước ba Trang web video lớn hứa sẽ cung cấp cho chúng ta một đề xuất lớn trên trang chủ là vì họ xem trọng độ hot khổng lồ của Lâu Hân Duyệt. Bây giờ diễn viên chính đã đổi thành lăng dao, một người không có danh tiếng gì, các trang web video sẽ không chấp nhận. Vị trí đề xuất này tất nhiên là không khả dụng. Trình Đan Đình thở dài, đề nghị, hay là thôi đi. Chúng ta cứ lấy vị trí đề xuất cuộn thứ cấp đi. Chỉ cần chất lượng phim đủ cứng thì vẫn có cơ hội đi lên chương 205, ông chủ viên khách sáo rồi. Giang sách mà đã nổi nóng lên thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Trình Đan Đình bất đắc dĩ cười khổ, đành phải đưa anh đến tòa nhà văn phòng của ba trang web video lớn. Điểm đến đầu tiên là tòa nhà của công ty, video cơ dị. Khi đến văn phòng của ông chủ, viện hữu xương, ông chủ của video cơ dị khá lịch sự, sắp xếp cho giang sách ngồi trên ghế sofa, phục vụ trà và đồ ăn nhẹ, tiếp đãi chu đáo viên hữu sương cười hỏi sao hôm nay tổng giám đốc giang lại có thời gian rảnh mà đến chơi chỗ tôi vậy giang sách xua tay và đi thẳng vào vấn đề tôi đến đây chỉ là để làm rõ một điều bộ web drama định mệnh đến tô điểm cho em mà công ty chúng tôi đã đầu tư và quay chụp quý trang web có thể cung cấp đề cử hình ảnh lớn trên trang chủ được không viện hữu sương cười khà khà vài tiếng đứng dậy đi vài bước rồi cười ha ha nói tổng giám đốc giang à Bộ web drama mà giải trí ước mạch các cậu quay chụp thì chất lượng nhất định là không cần phải bàn cãi rồi. Theo lý mà nói thì tôi nên thu xếp cho các cậu một đề cử hình ảnh lớn trên trang chủ. Nhưng vấn đề là bây giờ tất cả các vị trí đều kín hết, hoàn toàn không còn vị trí trống nữa. Hay là tổng giám đốc Giang cậu đợi một chút đi, có lẽ trong một hoặc hai tháng nữa, vị trí đề cử hình ảnh lớn sẽ có dư chỗ trống. Lúc đó tôi nhất định sẽ giữ lại cho cậu, cậu xem có được không? Giang sách cười lạnh trong lòng. Một hoặc hai tháng, kéo dài thời gian cũng tốt đẩy nhỉ. Tư bản là vô tình, tiền đã đổ vào nhiều như vậy thì không có lý do gì phải gác lại mà không đưa lên. Hơn nữa, bất cứ ai cũng có thể nghe ra được viện hữu xương đang cố tình kiếm cớ để từ chối. Nếu thật sự đợi một hai tháng nữa thì sợ rằng đến lúc đó vẫn không có kết quả gì, chỉ có thể càng kéo dài càng lâu, kéo dài cho đến khi tự mình bỏ cuộc những người như viên hữu xương vừa không đắc tội với người khác nhưng lại khiến người ta biết khó mà lui, sử dụng bí quyết kéo dài, vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lúc này, cửa văn phòng mở ra, một nam một nữ bước vào, chính là kỳ anh tư và lâu hân duyệt của giải trí bá khổng. Viên hữu xương lập tức nghênh đón, ôi trời, đạo diễn kỳ, cô lâu, các người đến sớm như vậy à, tôi còn đang định sẽ đi ra đón hai người nữa đấy. Kỳ anh tư nói, ông chủ viên khách sáo rồi. Lâu Hân Duyệt ở bên cạnh liếc mắt một cái đã nhìn thấy giang sách, cơn tức giận trước đó còn chưa tiêu tan, cô ta cố ý hỏi, yo, ông chủ lớn của giải trí ức mạch lại hạ mình đích thân đến đây à, các người đang nói chuyện lớn gì vậy? Viên Hữu Sương cười sảng khoái, cũng không có gì to tát đâu. Mục đích của Tổng Giám Đốc Giang cũng giống như của các vị thôi, đều là vì đề cử hình ảnh lớn trên trang chủ. Kỳ anh tư cao mày, ông chủ viên, nhưng ông đã sớm hứa với tôi là sẽ dành một vị trí cho tôi rồi. Viên Hữu Sương vỗ ngực, yên tâm đi, tôi đã giữ vị trí từ trước rồi, sẵn sàng cho bộ phim mới, thấu hiểu trái tim phụ nữ nhất của ông rồi. Nói tới đây, sắc mặt của Giang Sách thay đổi liên tục. Anh lạnh lùng hỏi, ông chủ viên, vừa rồi ông nói với tôi là vị trí đã kín rồi, không còn chỗ trống nữa. Viên Hữu Sương nhất thời nghẹn lời. Ha ha, nghe mà không hiểu gì sao? Lâu Hân duyệt cố ý đi tới trước mặt Giang Sách cười khẩy nói tất nhiên là phải dành một vị trí tốt cho một bộ phim hay rồi. Phim điện ảnh mà lâu hơn duyệt tôi đóng chính, vừa nhắc đến tên thôi là đã có thể hấp dẫn một lượng khán. Giả lớn rồi. Cho dù không biết tôi nhưng chỉ cần nhìn thấy thân hình gợi cảm xinh đẹp của tôi thì họ cũng sẽ háo hức vào xem. Phim của giải trí bá khổng chúng tôi rất ăn khách, đương nhiên phải sắp xếp sẵn vị trí. Cô ta cố tình nói với Giang Sách, hãy xem lại bộ phim của giải trí ức mạch các anh đi, Chẳng biết tìm nghệ sĩ hạng ba nào quay chụp nữa, nhắc đến tên có ai biết đâu. Đem cái loại đồ bỏ đi, này mà đặt ở vị trí để cử hình ảnh lớn thì không phải là lãng phí tài nguyên hay. Sao? Không phải là ông chủ Liên không có vị trí trống mà chỉ là không muốn lãng phí thôi. Tìm cái cớ cho anh là chưa thể diện cho anh rồi đó. Giấu sao đi nữa thì chẳng lẽ anh muốn ông chủ Viên trực tiếp nói với anh là phim của anh chỉ là đồ bỏ đi, không thể đẩy lên vị trí hình ảnh lớn thì anh mới vừa lòng? chương 206, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, tuy lời nói có chút ác độc nhưng đạo lý chính là đạo lý này. Viên Hữu Sương cũng không bác bỏ, xem như ngầm chấp nhận với cách nói của Lâu Hân Duyệt. Thật vậy, trong thời đại mà lưu lượng truy cập là vua, thì phim của anh quay có hay đến mấy cũng ích gì. Không có nổi một ngôi sao mà còn muốn nổi tiếng à. Đang mơ tưởng viền vông gì đấy. Viên Hữu Sương là một doanh nhân chỉ vì lợi nhuận, và ông ta sẽ không bao giờ sử dụng những nguồn tài nguyên chất lượng cao như đề cử hình ảnh lớn cho những bộ phim rác, như vậy thật không đáng giá. Giang sách gật đầu, cuối cùng xác nhận, ông chủ viên, ông thật sự không cho tôi đề cử hình ảnh lớn trên trang chủ đúng không? Viên Hữu Sương ngoài cười nhưng trong không cười nói, tôi vẫn giữ thái độ như trước. Phim của các cậu nhiều nhất chỉ xứng được một đề cử thứ cấp thôi. Đây là vẫn dựa trên bốn chữ, giải trí ức mạch đấy nếu là một công ty nhỏ bình thường thì nhiều nhất tôi chỉ cho một cái tên thôi là xong rồi. Được, Giang sách đứng lên, nói một cách thở ơ, vậy thì bộ phim này sẽ không phát hành trên quý nền tảng nữa. Yo, không phát hành sao? Viên Hữu Sương nói với vẻ kỳ lạ, chật chật, thật sự là một mất mát lớn cho video cơ dị của chúng tôi, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Giang sách không nói thêm gì nữa, xoay người bước ra ngoài. Trình Đan Đình nhanh chóng theo sau lâu hân duyệt vui mừng hét to từ phía sau tổng giám đốc giang giờ anh đã biết giá trị của lâu hân duyệt tôi chưa anh có hối hận không hối hận cũng vô ích rồi với một ông chủ mù quáng như anh các anh chỉ có thể làm một bộ đến một bộ thôi tôi chúc các anh sớm phá sản nghe hàng loạt lời nguyền rủa của lâu hân duyệt trình đan đình tức giận mà không có chỗ chút xa bên ngoài trình đan đình một cước đá văng cục đá trên đường đi tức chết tôi rồi mụ đàn bà xấu xa lâu hơn duyệt kia toàn trưng ra dáng vẻ đắc ý. Còn viên hữu xương kia nữa, trong mắt chỉ có tiền. Thứ gì đâu không? Giang sách hỏi, hai chỗ kia cũng có thái độ như vậy à? Trình Đan Đình gật đầu, thái độ của ba web video lớn gần như giống nhau. Không có ngôi sao hot đảm đương thì bọn họ sẽ không sử dụng tài nguyên để cử hàng đầu đâu. Tổng giám đốc Giang, có phải chúng ta đi bước cờ này là thật sự sai rồi không? Giang sách cười lạnh một tiếng. Sai. Nếu chính cô cũng cho rằng mình sai, vậy thì thật sự sai rồi. Không, tôi có thể giành được toàn bộ ngành công nghiệp phát nắm được toàn bộ trang web video. Video lớn thì có những đối tác tiềm năng nào có thực lực chiến gờ. Lên là mạn bá, đang phát triển nhanh chóng, hơn nữa sẵn nguồn tài nguyên đề cử hàng đầu trên trang web này và thậm ó thể châm trước, chỉ muốn đạt được tài nguyên của chúng ta trang web mới nổi, lưu lượng truy cập còn đáng lo ngại. Không cần lo lắng. Hãy đưa, định mệnh đến tô điểm cho. Chương 207, một sự khác biệt cực kỳ lớn. Có, có một trang web video tên là Mạn Bá đang phát triển nhanh chóng, hơn nữa sẵn sàng cung cấp cho chúng ta nguồn tài nguyên đề cử hàng đầu trên trang web này và thậm chí tiền chia hoa hồng cũng có thể châm trước, chỉ muốn đạt được tài nguyên của chúng ta thôi. Vấn đề duy nhất là bọn họ là trang web mới nổi, lưu lượng truy cập còn đáng lo ngại. Giang Sách khẽ cười một tiếng, "Không cần lo lắng, hãy đưa, định mệnh đến tô điểm cho em, lên video mạn bá, sau đó để đạo thần tiến hành quảng cáo trong buổi phát sóng trực tiếp. Đồng thời, cắt phần thú vị nhất của phim và luân phiên hiển thị trên 3 trang web phát sóng trực tiếp chính, dẫn dắt lưu lượng truy cập từ trang web phát sóng trực tiếp cho mạn bá. Cuối cùng là mua lưu lượng, mua tin tức, mua tiêu đề nhằm gia tăng khí thế." Trình Đan Đình nuốt nước bọt, Giang Sách vì một bộ web drama mà đầu tư nhiều như vậy, có đáng không? Đáng. Đây là bộ web drama đầu tiên của công ty chúng ta phải có một khởi đầu tốt. Tôi muốn cho ba trang web video lớn biết rằng bọn họ còn chưa đủ điều kiện để kén cá chọn canh ở chỗ của tôi đâu. Thông qua sự bàn bạc và thương lượng của Trình Đan Đình, web drama, định mệnh đến tô điểm cho em, do công ty giải trí ức mạch sản xuất sẽ được phát sóng trên video mạn bả. Các đề xuất trên trang chủ, Đề xuất trong quá trình phát video, đề xuất qua hàng chữ nhỏ chạy trên màn hình, tất cả những chỗ có thể đề xuất đều dùng để đề xuất bộ phim này. Chỉ cần mở video mạng bá lên, dù bạn xem nội dung gì thì chắc chắn bạn cũng sẽ nhìn thấy bộ web drama này được đề xuất. Ngoài ra, sau sự quảng cáo và tiếp thị của đạo thần, một lượng lớn người hâm mộ đã thử xem một bộ phim chiếu mạng bình thường không có sự tham gia của bất cứ minh tinh nào. Công ty giải trí ước mạch cũng lần lượt quảng bá trên ba nền tảng phát sóng trực tiếp là gấu mèo, sư nha, chiến kỳ, đồng thời khiến mạng bá nhận được một lượng lớn người truy cập vào. Cử như vậy, định mệnh đến tô điểm cho em vẫn chưa thể hot lên. Mà ngược lại, bộ web drama, thấu hiểu trái tim phụ nữ nhất, do Lâm Hân duyệt đóng vai nữ chính, vừa phát sóng một cái đã vô cùng hợt, được đông đảo các trạch nam đón nhận và theo dõi. Ngay cả khi người xem không biết Lâm Hân Duyệt là ai thì khi nhìn thấy bức ảnh gợi cảm nằm trên đề xuất, cũng không kìm được mà nhấp vào xem. Một sự khác biệt cực kỳ lớn. Xét về hiệu quả phát sóng vào ngày đầu tiên, bộ thấu hiểu trái tim phụ nữ nhất đã toàn thắng. Trong tòa nhà văn phòng của ức mạch, giang sách ngồi dựa vào ghế sofa, quan sát tình hình tăng trưởng số liệu của mạng bá. Trình đan đình đi đi lại lại trong văn phòng, không ngừng thở dài, trong lòng rất buồn bực khó chịu. Cô ấy lo lắng nói, web drama đa phần là xem hiệu quả phát sóng của những ngày đầu, đặc biệt là ngày đầu tiên. Kết quả là mới ngày đầu tiên phát sóng chúng ta đã im hơi lặng tiếng chẳng gây nên được tiếng vàng gì, muốn trở mình thì về cơ bản là không thể. Thất bại cũng chẳng sao, dù sao chi phí đầu tư 1.000 vạn cũng chẳng là gì. Vấn đề là, một loạt các hành động quảng cáo, đề xuất để tăng lượng người xem của chúng ta rất không có kế hoạch và không mang lại lợi ích gì. Hơn nữa, chúng ta mua rất nhiều tiêu đề báo, nhiều hot search, nhưng không tuyên truyền của đám blogger nổi trên mạng thì số tiền đó đều chẳng có tác dụng gì. Càng nói càng thấy khó chịu, đây là lần đầu tiên Trình Đan Đình thấy bồn chồn bất an như vậy. chương 208, Thông Minh Nhưng giang sách hoàn toàn không có bất cứ hành động hay phản ứng gì. Anh vẫn bình tĩnh nói, bộ phim của chúng ta không có bất cứ ngôi sao nào tham gia diễn xuất, còn phát sóng trên một nền tảng mạng bình thường như mạng bá thất bại vào ngày đầu tiên chẳng phải là chuyện không phải bàn cãi sao. Có gì đáng để lo lắng chứ? Hiệu quả phát sóng của ngày đầu tiên đã nằm trong dự đoán của Giang Sách từ lâu. Trình Đan Đình hỏi, vậy anh định làm gì tiếp theo? Chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Đợi phản ứng của công chúng về bộ phim có chuyển biến tốt. Đan Đình à, hãy nhớ, mua đám blogger có tiếng kia, đừng để họ có bất cứ hành động gì. Ba ngày sau mới lần lượt đăng review sau khi xem phim, nhớ cho kỹ, không phải quảng cáo, mà là review đánh giá sau khi xem phim, nói cả ưu điểm và nhược điểm, 7 phần ưu điểm 3 phần nhược điểm, nhược điểm thì nói mấy cái nhẹ nhàng thôi, cô hiểu chưa? Người thông minh như Trần Đan Đình đã lập tức hiểu Giang sách muốn làm gì. Tổng giám đốc Giang, anh thấy lưu lượng không thể tiếp cận được dư luận nên để đám blogger dẫn đầu, dùng chiêu, phen cuồng không mời mà tự đến, để tuyên truyền cho bộ phim, khiến nó hết lên đúng không? Thông minh. Trình Đan Đình gật đầu, đáp cũng đành phải làm vậy, còn có thành công hay không phải thử mới biết được. Cô ấy lập tức rời đi tìm người hành động. Ở một nơi khác, trong phòng nghỉ dành cho đạo diễn của công ty giải trí bá không. Kỳ Anh Tư đang vắt chéo chân, cầm ly rượu trong tay, thưởng thức hương vị tuyệt vời của rượu vang. Lâm Hân duyệt vòng tay ôm lấy cổ ông ta, bộ ngực dựa sát vào lồng ngực của ông ta, hai người họ cùng nhau xem bộ phim trên màn hình, vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Hân Duyệt, sức ảnh hưởng của em rất được đó. Hi hi, em đâu có là gì, đều là nhờ kỹ năng quay tuyệt vời của đạo diễn kỳ nên khán giả mới thích bộ phim này như vậy. Kỳ Anh Tư bật cười ha ha, lần PK trực diện này với bên ức mạch, chúng ta coi như đã toàn thắng. Lâm Hân Duyệt tự hào nói, đó là điều đương nhiên, công ty giải trí bá không có một ông chủ đáng tin cậy như Tổng Giám Đốc Bách, lại có một đạo diễn ưu tú như đạo diễn kỳ đây, làm sao một công ty giải trí rách nát như ức mạch có thể so bì được em nghĩ bây giờ cái tên giang sách kia chắc chắn đang trốn ở một góc nào đó khóc thầm rồi ha ha hai người nọ cười cười nói nói cuối cùng còn ôm ấp hôn hít nhau cục diện như vậy tiếp diễn trong hai ngày trong hai ngày đó mặc dù thấu hiểu trái tim phụ nữ nhất có lượng truy cập rất cao nhưng có hai tình huống đáng xấu hổ đã xảy ra đầu tiên là danh tiếng của bộ phim cực kỳ kém những người đã xem qua bộ phim này đa phần đều chế và đánh giá thấp nó, xem qua hàng nghìn bình luận thì hầu như không nhìn thấy một bình luận khen nào, nếu có cũng chỉ là khen thân hình của nữ chính rất ổn mà thôi. Còn những bình luận còn lại, không chê bộ phim có nội dung mất não thì cũng chế nữ chính không có kỹ năng diễn xuất. Điểm đánh giá càng tệ hại hơn, tổng điểm là 10, nhưng số điểm mà cư dân mạng đánh giá cho bộ phim chỉ có 2,2. Dùng hai từ, rác rưởi. Để hình dung về bộ phim này cũng thấy xỉ nhục hai chữ rác rưởi. Thứ hai là số liệu về việc duy trì xem phim cực kỳ kém. Bộ phim có lượng truy cập rất cao, nhưng đó là hiệu quả đề xuất của ba trang web phát sóng phim, không liên quan gì đến bản thân bộ phim đó. Lượng truy cập của ba nền tảng web video rất cao, lại đề xuất bộ phim này ở vị trí đầu tiên nên đương nhiên là lượng người truy cập vào cũng nhiều. Vấn đề là trong số những người đó có 50% là chỉ nhấn vào xem chưa đến 3 phút đã thoát ra ngay. Có 10% người chỉ xem 10 phút. 20% người chỉ xem đến phút thứ 20. 12% xem đến phút thứ 50. Số người thực sự xem hết bộ phim chưa đến 3%. Số liệu này thực sự là một sự sỉ nhục với web drama, 100 người nhấp vào xem những có chưa đến 30 người xem hết. Chứng tỏ bộ phim này phải rác rưởi đến mức nào mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Mắt của đa số người xem đều bị mù hết rồi mới dẫn đến lượng truy cập cao một cách ảo diệu như vậy, còn lượt xem thực tế lại cực kỳ thấp. Cùng lúc đó, một bộ web drama khác lại âm thầm hot lên. Chương 209, anh có khách hả? Đúng vậy, tôi ghét nhất là những phim rác do những minh tinh không có diễn xuất còn thích làm diễn viên chính đóng, xem xong là thấy ác cảm chiều hướng dư luận được công ty giải trí ức mạch kiểm soát chặt chẽ. Fan cuồng không mời mà đến càng lúc càng nhiều. Bản thân bộ phim có chất lượng rất tốt, nữ chính lăng giao không những có kỹ năng diễn xuất mà ngoại hình cũng rất xinh đẹp, lập tức chiếm được trái tim của đại bộ phận các trạch. Nam, trạch nam, hay những chàng trai thích du rú ở nhà chính là như vậy, bọn họ sẽ không chỉ thích một ngôi sao nữ. Bọn họ là kiểu người ai xinh đẹp thì sẽ thích người đó bọn họ có thể xem phim lâm hân duyệt đóng cũng có thể xem phim lăng dao động không có bất cứ sự xung đột nào dưới sự đề cử của một lượng lớn các fan cuồng không mời mà đến cộng thêm chất lượng của bản thân bộ phim đủ cứng định mệnh đến tô điểm cho em đã làm một cú nghịch chuyển từ ngày đầu tiên phát sóng lượt truy cập rất ảm đạm cho đến ngày hôm nay trở thành bộ phim càng ngày càng được khán giả đón nhận trong mấy ngày tiếp theo lượng phát sóng ngày càng tăng cao thậm chí còn đẩy lượt tải áp xuống của video mạn bá lên đến đỉnh cao, rút ngắn khoảng cách với ba trang web video kia và dường như còn sắp đuổi kịp. Công ty giải trí ức mạch đã hoàn toàn trở mình. Trong phòng làm việc, Giang sách vẫn bình thản ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh nhìn sự biến động của số liệu. Trình Đan Đình cười tươi giói, Tổng Giám Đốc Giang, kế sách của anh đúng là rất lợi hại, coi như tôi đã phục anh rồi. Dưới một sự khởi đầu đầy bất lợi như thế mà anh vẫn lấy được cuộc diện, lật ngược thế cờ. Giang Sách hờ hững đáp, "Đừng nôn nóng, đây mới chỉ là mở đầu thôi, kịch hay vẫn nằm ở phía sau." Trình Đan Đình nghi hoặc nhìn anh, hỏi, "Tổng giám đốc Giang, anh lại muốn làm gì?" Giang Sách mỉm cười, không lập tức trả lời câu hỏi đó ngay mà hỏi sang một câu không liên quan. "Trong công ty còn là trà không? Lá trà ư? Còn, cô đi lấy một ít tới đây, chuẩn bị thêm nước nóng nữa, sẵn sàng pha trà bất cứ lúc nào." anh có khách hả tạm thời thì chưa nhưng sẽ có ngay thôi anh vừa dứt lời thư ký đã bước vào thông báo giám đốc trình tổng giám đốc giang ông chủ của video cơ dị viện hữu sương muốn gặp hai người ạ à. viên hữu sương anh ta đến đây làm gì trình đan đình thấy hơi khó hiểu anh ta ư anh ta là vị khách mà tôi đang đợi đấy mời anh ta vào đi giang sách nói một lúc sau viên hữu sương được mời vào phòng làm việc Lúc này trên khuôn mặt anh ta tràn ngập ý cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nụ cười đó hơi giả tạo, đằng sau vẻ tươi cười ấy là một sự chua xót và cay đắng. Uầy, Tổng Giám Đốc Giang, Giám Đốc Trình, chúng ta lại gặp nhau rồi. Viên Hữu Sương chủ động tiến đến chào hỏi. Vì chuyện lần trước mà Trình Đan Đình không muốn bắt chuyện với anh ta lắm nên cố ý bước tránh sang một bên. Giang sách lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ông chủ viên, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy? kha kha, không có chuyện gì thì không thể đến đây gặp bạn cũ sao? Trình Đan Đình nghe mà buồn nôn. Bạn cũ, ai là bạn cũ của anh ta cơ? Đúng là tự rát vàng lên mặt mình. Giang sách xua tay, nói, không cần phải khách sáo đưa đẩy như vậy, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi. Lúc này, cấp dưới của anh bưng trà đã được pha xong đặt lên bàn, viên hữu xương cầm chén trà trong tay, cân nhắc xem nên mở lời thế nào. Tổng giám đốc Giang, Lần này tới tôi muốn bàn bạc với anh về bộ web drama Định mệnh tới tôi điểm cho em, đó, liệu bên anh có thể đồng ý cho bộ phim được đăng tải và phát sóng trên video cơ dị của chúng tôi không? Chương 210, anh rất lợi hại. Anh ta vừa thốt ra câu này, Trình Đan Đình đã kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì. Lần trước bọn họ tìm đến cửa xin anh ta, anh ta không thèm để tâm đến họ, toàn viện cớ này cớ nọ không đồng ý, sao hôm nay lại mặt dày đến đây đòi được chiếu phim trên nền tảng của mình chứ? khóe miệng Giang Sách hơi nhếch lên, cố ý nói, "Không phải lần trước chúng ta đã nói rồi sao, tôi không ham vị trí đề xuất nằm phía dưới đâu." "No, anh hiểu lầm rồi tổng giám đốc Giang, viên hữu xương vội vàng nói, "Không phải là vị trí đề xuất thấp mà bộ phim của các anh sẽ được đặt ở vị trí đề xuất trên trang chủ, ở ngay vị trí trung tâm, ngay vị trí truy cập vào luôn." Trần Đan Đình đã bị lay động bởi những lời này. Vị trí truy cập kia có lưu lượng rất lớn, với tư cách là người trong ngành cô ấy biết rõ nếu có được vị trí đề xuất ở ngay trang chủ chắc chắn định mệnh đến tô điểm cho em sẽ hot càng thêm hot nhưng dường như giang sách không hề bị lay động ừm mười mấy phút trầm mặc viện hữu sương đợi mãi đợi đến mức sắp chết vì lo lắng sốt ruột rồi nhưng anh ta vẫn cố nặn ra một nụ cười hỏi tổng giám đốc giang ý anh thế nào giang sách nghĩ ngợi một lúc sau đó nói, anh muốn được chiếu phim trên nền tảng của mình cũng không phải là không thể nhưng tôi muốn lấy nhiều tiền hoa hồng hơn. Viên hữu xương thở vào nhẹ nhõm, không thành vấn đề, chỉ cần anh chịu cho phim chiếu trên cơ dị, tôi có thể chia thêm tiền hoa hồng, vốn là tôi bảy anh ba, nhưng bây giờ tôi bằng lòng chia 5 năm. Giang sách lắc đầu, viên hữu xương giật nảy mình, vội nói, vậy thì chia 4-6, tôi 4 anh 6. Giang sách vẫn lắc đầu. Viên Hữu Sương sừng sốt, tổng giám đốc Giang, chia 46 mà anh vẫn không đồng ý, vậy anh muốn bao nhiêu? Giang Sách cười đáp, tôi muốn lấy tất. Ha, nếu bộ web drama định mệnh đến tô điểm cho em được đăng tải và chiếu trên cơ dị, tôi muốn lấy tất cả tiền hoa hồng. Cả đời Viên Hữu Sương làm kinh doanh, đã từng gặp đủ các thể loại yêu cầu quái gở và vô lý, nhưng anh ta chưa bao giờ gặp một yêu cầu vô lý đến mức này. Anh muốn tất cả ư? vậy thì tôi còn đến giúp anh đăng tải làm gì? Chịu làm ăn thua lỗ để kiếm chút tiếng vang ha. Ngay cả Trình Đan Đình cũng chết lặng, cô ấy đã làm trong ngành giải trí này bao nhiêu năm, cũng chưa bao giờ thấy ai đòi nuốt trọn tất cả như giang sách. Thành thật mà nói, lúc viên hữu sương đưa ra đề nghị chia 46, cô ấy đã thấy có thể chấp nhận được rồi. Giang sách làm vậy, liệu đối phương có đồng ý không? Vẻ mặt viên hữu sương đầy chua sót, tổng giám đốc giang, anh làm vậy là làm khó tôi rồi anh thấy khó xử sao? Vậy thì mời anh về, chúng tôi không tiền nhé. Anh, viện hữu sương nghiến răng, anh ta cũng rất muốn đi về luôn, nhưng thâm tính toán thì anh ta không khỏi lắc đầu. Anh ta tuyệt đối không thể đi được. Viên hữu sương thở dài đáp được, chỉ cần anh đồng ý đưa bộ phim lên nền tảng video cơ dị, tất cả tiền hoa hồng sẽ là của anh, tôi không lấy một đồng nào hết. Giang sách gật đầu, thống nhất như vậy nhé. Lúc đầu nói ngon nói ngọt xin anh vị trí đề xuất, thương lượng với anh tiền hoa hồng mà anh không đồng ý, bây giờ còn muốn quay lại kiếm chút đỉnh hả? Xin lỗi nhé, tăng giá rồi. Cái này gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười, đấy. Sau khi ký kết hợp đồng, viên hữu sương giơ ngón tay cái với giang sách, nói tổng giám đốc giang, mặc dù bây giờ trong lòng tôi rất không vui, nhưng tôi vẫn không khỏi bội phục con người anh. Chuyển hại thành lợi, nghịch chuyển càn khôn. Anh rất lợi hại. Giang sách vẫn tỏ ra ung dung điềm tính, cầm tách trà lên, nói tổng giám đốc viện quá khen rồi, nào, mời anh dùng trào. Uống xong chén trà, viện hữu xương liền rời khỏi phòng làm việc. Trình Đan Đình kích động đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, phấn khích nói tổng giám đốc Giang, anh đúng là quá giỏi. Không những có thể lấy được vị trí đề xuất lớn của video cơ dị mà còn lấy được 100% tiền hoa hồng, một điều xưa nay chưa từng có trong giới luôn. Nhưng tôi vẫn không hiểu, anh đưa ra một yêu cầu vô lý như thế, tại sao viên hữu xương lại chấp nhận. Giang sách cười nhạt, cố ý hỏi ngược lại, cô còn nhớ chuyện của đấu xa không? Có. Chính vì mất đi tài nguyên cốt lõi nên lưu lượng của đấu Sa sụt giảm cực mạnh, sau đó dịch chuyển, cuối cùng bị cướp mất vị trí dẫn đầu. chương 211, hai chữ, đáng đời, rất xứng với anh ta. Ngừng lại một lúc, anh lại nói tiếp, có một ví dụ như vậy ở ngay trước mặt, viên hữu xương không thể không cân nhắc thêm. Bây giờ video mạn bá đang phất lên, liệu video cơ gì có dẫm phải vết xe đổ của đấu xa hay không cũng khó nói. Hơn nữa, cho dù anh ta không lo lắng về video mạn bá thì cũng phải lo lắng đến hai nền tảng web video lớn khác chứ. Ngộ nhớ tôi đưa tài nguyên cho hai trang web đó, mà bên anh ta không có, vậy chuyện bọn họ bị vượt qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nên, viện hữu xương thả bỏ đi cái lợi vụn vặt trước mắt cũng phải giữ được vị trí top 3 trong ngành đây gọi là bỏ con săn sắt bắt con cá rô. Giang sách uống trà, hờ hững nói, nhưng đây cũng là do anh ta tự gieo gió gặt bão, nếu lúc đầu anh ta không quá kiêu ngạo thì cũng không phải chịu một trận mất mát như ngày hôm nay. Hai chữ, đáng đời, rất xứng với anh ta. Nghe Giang sách nói một chàng như vậy, Trình Đan Đình càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Giang sách có thể là kẻ ngoại đạo trong việc sản xuất nội dung và quản lý, nhưng anh có tư duy vượt xa người thường, có tham vọng nuốt chửng cả thế giới. Một người đàn ông như vậy cuối cùng sẽ đứng trên đỉnh cao. Giang sách đẩy tách trà sang một bên, nói cô hãy để chuẩn bị thêm một ấm trà nữa, viên hữu xương vừa đi, hai ông chủ của hai trang web video lớn khác chắc chắn sẽ đến, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền hoa hồng. Trình Đan Đình bật cười, ừm, ai bảo bọn họ khinh thường ước mạch chứ, lần này chúng ta nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá. Trình Đan Đình vừa đi đổi sang ấm trà mới không lâu, hai ông chủ của hai trang web video lớn khác đã đến. Cũng giống như viện hữu xương, bọn họ không thể không chấp nhận, đề nghị, đưa hết tiền hoa hồng cho giang sách, dù có phải chịu chút tổn thất cũng không thể để các trang web video khác hất cẳng được. Nhờ chiêu này, giang sách đã thắng một trận cực đẹp. Tại công ty giải trí bá khổng, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Bầu không khí hơi nặng nề và áp lực. Bách Tín Hoành nhìn một loạt các dữ liệu trên màn hình máy tính, tức giận đến nỗi gân xanh cũng nổi lên dần dần, hai nắm tay siết chặt lại kêu răng rắc. Anh ta trầm giọng hỏi, kỳ anh tư, ông giải thích cho tôi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Tại sao ngày đầu tiên, thấu hiểu trái tim phụ nữ nhất, có lượng truy cập cao như thế, nhưng mấy ngày sau đó lại tụt dốc không phanh như vậy. Còn cả thời gian xem của khán giả nữa, hoàn toàn không tỷ lệ thuận với lượt truy cập là sao hả? Chẳng lẽ mỗi một người xem chỉ nhấp vào đó xem khoảng 2 phút rồi thoát ra hay sao? Rõ ràng là Bách Tín Hoành đã nói đúng. Kỳ Anh Tư và Lâu Hân Duyệt đứng cạnh nhau, mặt đỏ bừng bừng vì đau đớn. Sau ngày đầu tiên, thành công, bọn họ đều tưởng rằng bộ phim này đã nổi tiếng, ai ngờ đó chỉ là hiện tượng giả. Lượt truy cập vào bộ phim rất cao chỉ là vì bản thân ba nền tảng web video có lưu lượng cao, cộng thêm lực đẩy của vị trí đề xuất lớn ngay tại trang chủ nên thấu hiểu trái tim phụ nữ nhất mới có lượng truy cập nhiều như vậy. Hoàn toàn không phải công lao của bộ phim mà họ làm ra. Sau khi thoát nước mới có thể nhìn rõ rốt cuộc chất lượng phim của họ như thế nào. Sự thật đã chứng minh, bộ phim này chẳng ra làm sao cả. Do lượt truy cập giảm mạnh và danh tiếng tệ hại, diễn viên chính Lâu Hân Duyệt và công ty giải trí bá khổng đã bị mắng chửi té tát trên mạng. Ba trang web video cũng gần như đồng thời gỡ bộ phim này xuống, muốn kiếm thêm tiền là chuyện không có khả năng. Điều khó chịu nhất là bộ phim thay thế vị trí đề xuất hàng đầu trên trang chủ là đối thủ của bọn họ, định mệnh đến tô điểm cho em của công ty giải trí ức mạch. chương 212, anh còn sống không? Còn công ty giải trí bả khổng đầu tư cho bộ web drama kia 3.000 vạn lại lỗ một khoản lớn. Đối diện với cơn thịnh nộ của Bách Tín Hoành, thì anh Tư hắng giọng cố ý chối bỏ trách nhiệm, nói tổng giám đốc bách, tôi nghĩ chuyện này không thể trách chúng ta được, đều do đám người bên ức mạch dùng thủ đoạn bẩn. Bọn họ cố tình mua fan cuồng bôi đen phim của chúng ta, kéo điểm đánh giá phim xuống thấp mới dẫn đến sự thất bại này. Đây không phải lỗi của chúng ta, là do bọn họ quá xấu xa và bẩn thỉu. Ha ha, bách tín hoành xấu xa nhưng đâu có ngu. Anh ta đã làm ngành này hơn 10 năm, anh ta có thể không biết tình hình thực tế là như thế nào ư. Bách tín hoành trừng mắt nhìn kỳ anh tư, xua tay nói, được rồi, tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa của các người nữa, ra ngoài trước đi. À đúng rồi, ông kỳ, dự án mới nhất của ông tạm thời hoãn lại nhé. Hả, tại sao? Không tại sao hết, tôi muốn ông dừng đấy, không được à. Dù kỳ anh tư đang nghẹn một bụng tức cũng không thể chút giận lên ông chủ của mình, đành phải quay người rời khỏi văn phòng. Lâu hân duyệt cũng đi theo sau, cô ta vừa lau mồ hôi cho ông ta vừa an ủi đạo diễn kỳ không phải chỉ là một bộ phim thôi sao cũng đâu có gì to tát làm gì có đạo diễn nào chưa từng làm phim thua lỗ sau này chúng ta vẫn còn có cơ hội vươn lên mà kỳ anh tư ôm eo lâu hân duyệt nói em vẫn là người hiểu anh quan tâm đến anh nhất những hành động thân mật vừa rồi của họ ở nơi công cộng vừa khéo bị nhậm chỉ lan đi ngang qua nhìn thấy ba người họ nhìn nhau bầu không khí có vẻ rất lúng túng và khó xử. Kỳ Anh Tư và Lâu Hân Duyệt nhanh chóng tách ra, nhậm chỉ lan lạnh mặt bước tới, nói sao phải tách nhau ra làm gì. Ôm ôm ấp ấp qua lại tiếp cũng được mà. Kỳ Anh Tư vẫn đang nghẹn một bụng tức, nghe bà ta nói vậy lại càng tức giận hơn. Ông ta không dám chút giận lên người Bách Tín Hoành, nhưng lại dám làm thế với nhậm chỉ. Lan. Thế là ông ta bèn kéo nhậm chỉ Lan vào lòng, nói với giọng điệu vô liêm sỉ, tôi thích hân duyệt đó, thì làm sao? Xét về dung mạo, xét về ngoại hình, Hân duyệt đều hơn bà gấp 10 lần. Cuống Hồ Hân duyệt mới hơn 20 tuổi, còn bà thì sao? Bà sắp 50 rồi đấy. Bác gái à, cầm gương soi xem xem, ai mà thèm khuôn mặt già nua kia của bà chứ? Họ Kỳ kia, ông quá vô liêm sỉ. Nhậm Chỉ lăn tức giận đến mức giơ tay lên định đánh ông ta, nhưng một người phụ nữ như bà ta làm sao có thể là đối thủ của đàn ông? kỳ anh tư cũng không thèm nhường bà ta giơ chân lên không hề khách khí mà nhắm thẳng phần bụng dưới của nhậm chỉ lan đạp thẳng một cú khiến bà ta đau đến mức hụy xuống đất ôm bụng đau đớn loại đàn bà thổi tha còn dám động tay động chân hả ông đây đánh chết mày kỳ anh tư bước tới túm tóc nhậm chỉ lan dáng cho bà ta một cái tát rất nhiều nhân viên lập tức tập trung lại đứng vây quanh xem kịch vui lâu hân duyệt vội vàng bước tới nói nhỏ với ông ta đạo diễn kỳ bình tĩnh lại đi, chỗ này là địa bàn của Tổng Giám Đốc Bách, gây lớn chuyện bị anh ta nhìn thấy sẽ bị trách móc thêm một trận nữa đấy. khi Anh Tư gật đầu, thả tay ra chỉ vào mặt nhậm chỉ lan, nói, nể mặt Tổng Giám Đốc Bách, hôm nay tôi tha cho bà lần này, lần sau còn dám lắm lời nữa thì đừng trách ông đây đánh chết ngụ đàn bà thối tha nhà bà. Nói xong, ông ta nhổ nước bọt vào nhậm chỉ lan, dẫn lâu hân duyệt nghênh ngang rời đi. Nhậm chỉ lan vừa đau đớn vừa tủi nhục, một mình bà ta ngồi trên đất khóc lóc thảm thiết, những người xung quanh cũng chỉ đến xem kịch vui, không có một ai bước tới đưa khăn giấy cho bà ta. Công ty giải trí bá khổng đã hoàn toàn suy bại rồi. Ánh mặt trời chó trang cùng hương hoa tỏa ra từ bốn phía. Nhậm chỉ lan lê lết cơ thể đầy đau đớn quay lại công viên hoa hải, ngồi một mình trên bậc cầu thang, nắm chặt mặt dây chuyền pha lê trong tay, nghĩ về người đàn ông trong ký ức kia. Hàn Phi, anh đang ở đâu? anh còn sống không? Em nhớ anh quá. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Di Lan, là giang sách. Nhậm chỉ Lan vội vàng cất mặt dây chuyển đi, lấy tay lau nước mắt, đổi sang vẻ mặt tươi cười. Sách nhi, con cũng tới đây à? chương 213, bà ta rất muốn chết quách đi cho xong. Vâng, con đến đây để hoài niệm khoảng thời gian vui vẻ bên ba và em trai con. Giang sách ngồi bên cạnh nhậm chỉ Lan, nhạy bén phát hiện ra hình như bà ta vừa khóc, hơn nữa trên người và trên mặt bà ta cũng có dấu vết bị đánh đập. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Dì Lan, là ai đã đánh gì? Hả, cái gì cơ? Nhậm chỉ Lan vội vàng phủ nhận, đâu có, không có chuyện gì đâu. Giang sách nói, dì Lan, con đã đi lính ở Tây Cương 5 năm, ngày nào cũng sống cùng giao kiếm và nắm đấm, con chỉ nhìn thoáng qua một cái đã có thể biết đây có phải là vết bị đánh hay không. Dì nói cho con biết, là ai đã ra tay đánh đi. Nhìn ánh mắt hung dữ của Giang Sách, nếu nhậm chỉ Lan nói ra cái tên Kỳ Anh Tư thì không biết liệu Giang Sách có liều mạng với ông ta hay không. Không phải nhậm chỉ Lan muốn bảo vệ Kỳ Anh Tư, mà bà ta lo lắng Giang Sách sẽ nhất thời kích động mà làm ra những chuyện sau này có hối hận cũng đã muộn, bà ta muốn bảo vệ Giang Sách. Dù sao anh cũng là con trai của Giang Hàn Phi. Sách nhi, con nghĩ nhiều rồi, dù chỉ là đi đường bất cẩn nên bị té thôi, không có ai đánh gì hết thật đấy. Giang sách hít mắt lại, đối phương đã không muốn nói, có hỏi thêm nữa cũng vô dụng. Anh cố ý cười cười để xua tan sự ngượng ngùng, nói, hóa ra là vậy, xem ra con đã hiểu lầm. Rồi, vừa nói, anh vừa thò tay vào túi tìm một thiết bị nghe lén mini, dùng tốc độ rất khó có thể thấy bằng mắt thường bỏ vào túi áo nhậm chỉ lan, hoàn toàn không bị bà ta phát hiện. Nhậm chỉ lan đứng dậy, nói, à, gì còn có chút việc, dì đi trước nhé, chúng ta nói chuyện sau. vâng, được ạ. À. nhìn bóng lưng Nhậm Chỉ Lan, ánh mắt Giang Sách lóe lên một tia sát ý. người có thể khiến anh quan tâm không có nhiều, nhưng chỉ cần là người anh quan tâm thì anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tùy ý làm hại. ai dám đánh Nhậm Chỉ Lan, Giang Sách nhất định sẽ lôi kẻ đó ra để xử lý. Nhậm Chỉ Lan không vội về nhà ngay mà đi dạo trên phố. bà ta rất muốn chết quách đi cho xong nhưng cũng rất muốn được gặp Giang Hàn Phi một lần cuối. Áp lực cuộc sống khiến nhậm chỉ lan gần như không thở nổi, bà ta cứ lang thang mãi cho đến khi trời tối mịt mới lên tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Nhưng vừa mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt đã khiến bà ta vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kỳ anh Thư và Lâu Hân Duyệt đang trần chuồng quấn lấy nhau trên ghế sofa, Lâu Hân Duyệt còn đang hét lên vì sung sướng, cảnh tượng vô cùng trần tục và buồn nôn. Một cảm giác tuyệt vọng bùng lên trong lòng nhậm chỉ lan, ôm ôm ấp ấp ở công ty đã là quả lắm rồi. Thế mà kỳ anh tư còn dám dẫn người về nhà sao? Kỳ anh tư, ông có thể giữ lại chút liêm sỉ được không? Đây là nhà, đây là nhà đấy. Kỳ anh tư cười khẩy một tiếng, đứng dậy khỏi người lâu hân duyệt, khoác tám chiếc áo lên, lạnh lùng nói, đây là nhà của tôi, không phải nhà của bà. Mụ đàn bà thối, sau này không có sự cho phép của tôi thì bà không được về đây nữa, nghe rõ chưa? trên mặt nhậm chỉ lan ngập tràn sự đau đớn và chua xót. Chúng ta đã làm vợ chồng bao nhiêu năm qua mà ông thả ở bên cạnh con đàn bà để tiện kia cũng không muốn cho tôi vào nhà ư. Im miệng, kỳ anh tư lao đến đây nhậm chỉ lan ngã xuống đất. Lâu hân duyệt cũng bước tới, nói, một già này đúng là phiền quá đi mất. Theo em thấy, bà ta cũng không được thỏa mãn về phương diện nào đó nên mới đố kỵ với em đó. Kỳ anh tư gật đầu, nói, em nói rất có lý, anh đã gần 10 năm không đụng vào mụ đàn bà thối tha này rồi, có lẽ bà ta cũng rất thèm khát. Được, nếu đã như vậy, tôi sẽ thỏa mãn bà một chút. chương 214, chúng còn chạy nhanh hơn cả thỏ đế. Kỳ anh tư móc điện thoại ra, cũng không biết là gọi cho ai, nói alo, lão Tam à, gần đây sức khỏe thế nào rồi. Chỗ tôi có một mụ già không chịu nghe lời, ông dẫn vài anh em đến đây vui vẻ một trận đi đối phương ở đầu dây bên kia lập tức hiểu ý ông ta. Anh Kỳ, bao nhiêu tuổi? Kha kha, đã cho ông sơi là tốt lắm rồi, ông còn quan tâm bà ta bao nhiêu tuổi hả? Mau đến đây đi. Cúp điện thoại, kỳ anh tư cười nói, hân duyệt, lát nữa chúng ta cùng xem đi, mụ đàn bà thối tha này đã bị kìm hãm dục vọng trong 10 năm, lát nữa lúc được giải phóng xem bà ta sẽ trông như thế nào. Được đó, nhậm chỉ lan sợ đến mất mật, hét lên, kỳ anh tư, đồ khốn nạn, tôi là vợ ông đấy sao ông có thể đối xử với tôi như vậy chứ ông thả tôi ra đi thả tôi ra mau ti anh tư bật cười đầy vẻ diếu cợt nói tiết kiệm chút sức lực đi bây giờ bà không cần hét lên như vậy đâu lát nữa sẽ có mười mấy tên đàn ông lần lượt cưỡi lên người bà cho bà hét sướng thì thôi trái tim nhậm chỉ lan đang chảy máu bà ta rất muốn chết nhưng bây giờ ngay cả chết bà ta cũng không làm được chẳng lẽ bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị người ta làm nhục ư đã từng này tuổi đầu còn bị dày vò hành hạ như vậy. Nhậm chỉ lan bật khóc thảm thiết. Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối, một người đàn ông đang nghe nội dung âm thanh từ máy nghe lén mini. Người đó chính là Giang Sách. Trong đôi mắt anh ngập tràn lửa giận. Giang Sách bấm điện thoại, gọi cho người nào đó alo, thiên hạt, hãy cùng tôi thực hiện một nhiệm vụ. Thiên hạt là một trong 12 cung hoàng đạo. Không giống với 11 cung còn lại, thiên hạt không dễ hành động, nhưng chỉ cần anh ta hành động thì một là chết hai là bị thương anh ta là một người thầm lặng nhưng lại có thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn mỗi lần làm nhiệm vụ anh ta đều gây nên một trận gió tanh mưa máu màn đêm đã hoàn toàn buông xuống được kỳ anh tư gọi điện thoại kêu đến lão tam và những người khác nhanh chóng đến nhà ông ta lão tam lần này anh kỳ sẽ sắp xếp cho chúng ta một người phụ nữ như nào vậy tôi cũng không rõ nghe giọng điệu thì không thể là một người phụ nữ trẻ trung sinh đẹp được. Dĩ nhiên rồi, có gái trẻ trung sinh đẹp thì ông ta đã tự sơi trước rồi, tên háo sắc đó chỉ ném cho chúng ta mấy mụ đàn bà vừa già vừa xấu thôi. Cậu cũng biết điều đó hả? Một gã đàn ông xấu ma chê quỷ hờn như cậu có gái giả gái xấu để sơi đã là tốt lắm rồi, còn đòi hàng ngon ở đầu ra. Một đám người nói chuyện ồn ào ở Mỹ. Đi được nửa đường, bọn họ liền nhìn thấy một chàng trai đứng dưới ánh đèn đường anh ta đang dựa vào đèn đường trong tay cầm một điếu thuốc đầu hơi ngẩng lên nhả ra một làn khói phần tóc phía sau bện kiểu dây thừng phía cuối bím tóc còn buộc một chiếc gai độc màu đỏ tươi điểm kỳ lạ nhất là bàn tay của người đàn ông đó trên ngón trỏ tay phải của anh ta có một móng tay rất dài màu đỏ thẫm trông rất nổi bật cong cong mà sắc nhọn trông như một chiếc móc câu nhìn cả người anh ta trông giống một con bọ cạp lão tam và đám người kia bước đến bất giác đi vòng qua người anh ta nửa đêm nửa hôm gặp một người đàn ông ăn mặc kỳ quái như vậy ai mà biết được anh ta đang làm gì ngay lúc lão tam và đám người kia muốn đi qua thì người đàn ông đó lên tiếng các người chọn cái chết như thế nào hả đám người lão tam đồng loạt nhìn sang anh ta đều tỏ ra vô cùng sửng sốt thằng nhãi danh mày nói cái gì người đàn ông kia hờ hững đáp tôi hỏi các người một lần cuối cùng các người muốn chọn cái chết như thế nào chết ư, lão tam bật cười, nói con mẹ nó, mày nói khùng nói điên cái gì vậy? Bọn tao có mười mấy người, mày chỉ có một mình, mày định giết ông đây như nào? Không đợi ông ta nói hết câu, bóng người đàn ông kia đã lóe lên một cái, xuất hiện trước mặt lão tam. Ngón tay anh ta dịch chuyển với tốc độ cực nhanh. Cải, móng tay, đỏ tươi sắc nhọn kia cắt qua cổ lão tam, máu tươi lập tức phun ra, lão tam, hư, một tiếng rồi ngã xuống đất, chết thảm ngay tại chỗ. Đối phó với đảm lưu manh đầu đường xó chợ này, thiên hạt người có thể âm thầm ám sát các ông lớn ở Tây Cương, hoàn toàn chẳng cần phải lấy dao mổ trâu để giết gà. Đám lưu manh còn lại thấy thiên hạt đã thực sự động thủ giết người đều sợ đến mất mật, nháo nhào bỏ chạy. Bọn chúng chỉ dám bắt nạt người dân bình thường, còn khi đụng phải kẻ mạnh thực sự, chúng còn chạy nhanh hơn cả thỏ đế. chương 215, cứu mạng, cứu mạng. Nhưng hôm nay, đừng kẻ nào mong được chạy thoát. Tốc độ của thiên hạt đã vượt xa tưởng tượng của bọn chúng, chỉ trong thời gian chưa đến một phút ngắn ngủi, móng tay đỏ tươi sắc nhọn đã cửa qua cổ từng người một, hơn 10 tên lưu manh côn đồ đã bỏ mạng, không tên nào thoát được. Dưới ánh trăng, xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Thiên hạt lau máu trên ngón tay, lại chậm một điếu thuốc, vừa hát vừa rời khỏi hiện trường. Còn lúc này, trong căn nhà nằm cách đó không xa, kỳ anh tư vẫn chẳng biết gì hết, vẫn đang ngồi đợi lão tam dẫn người tới đã 20 phút rồi, sao ông ta vẫn chưa đến nhỉ? Lão Tam này càng lúc càng lề mề. Kỳ Anh Tư nôn nóng bẩm số gọi cho Lão Tam, nhưng điện thoại cứ đổ chuông mãi mà không có ai bắt máy. Hừ, cái tên Lão Tam này bò đến đây hả? Đang lúc thắc mắc, Kỳ Anh Tư liền nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa vang lên không ngớt. Cộc, 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 cộc. Ha, cuối cùng cũng đến rồi. Kỳ Anh Tư bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng bước ra mở cửa nhưng người ông ta nhìn thấy không phải là lão tam mà là một người đàn ông tóc thắt bím miệng ngậm điếu thuốc đang đứng ở cửa cậu cậu là ai thiên hạt kỳ anh tư là người thông minh rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn nên đã định đóng cửa lai nhưng thiên hạt còn nhanh hơn âm kỳ anh tư bị đá vào trong phòng thiên hạt bước vào và đóng cửa lại cậu định làm gì cần tiền à thiên hạt không hề quan tâm đến kỳ anh tư cứ đi thẳng đến chỗ nhậm chỉ lan đang bị trói trên ghế và chặt đứt sợi dây chỉ bằng một ngón tay. Anh ta nhả ra một làn khói, bà nhậm, bà có thể rời khỏi đây. Hả, chuyện này, nhậm chỉ lan vẫn còn hơi mờ mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thiên Hà thản nhiên nói, sau khi ra khỏi cửa thì rẽ trái, cứ đi thẳng sẽ có người đến đón. À, được, nhậm chỉ lan cũng không lo lắng được nhiều, thà có người cứu bà ta còn hơn bị kỳ anh tư bức hại bà ta rời khỏi phòng, dựa theo lời nói của thiên hạt đi dọc theo con đường lớn. Trong phòng chỉ còn lại ba người thiên hạt, kỳ anh tư, lâu hân duyệt. Kỳ anh tư dựa vào tường, đưa tay cầm lấy một cây gậy bóng chày, hung dữ hỏi là ai phái cậu tới đây. Nói, thiên hạt vẫn im lặng, chỉ lấy một sợi dây thường ra, thắt nút, không biết định làm gì. Kỳ anh tư nuốt nước miếng, đe dọa cậu có biết tôi là ai không? Tôi là đạo diễn lớn kỳ anh tư tôi là người của giải trí bá khổng tôi biết rất nhiều nhân vật lớn ở hollywood cậu thử động vào tôi xem cả thế giới sẽ truy nã cậu sau khi thiên hạt thắt dây xong anh ta đi về phía kỳ anh tư kỳ anh tư định dùng cây gậy bóng chảy tấn công thiên hạt nhưng trong nháy mắt đã bị hạ gục hoàn toàn không có cơ hội đánh trả thiên hạt lại nói với lâu hân duyệt cô lại đây tôi không qua tại sao tôi phải qua chứ cứu mạng cứu mạng giết người lâu hân duyệt hét to lên thiên hạt khẽ lắc đầu sải bước tiến về phía trước và chỉ một nhát dao bổ tới đã hạ gục cô ta sau đó anh ta cởi hết quần áo của hai người ra và buộc họ quay lưng lại với nhau rồi anh ta lại xé tấm ga trải giường màu trắng ra làm hai mảnh một nửa viết gian phu một nửa viết dâm phụ rồi lại lần lượt treo lên người của kỳ anh tư và lâu hân duyệt cuối cùng thiên hạt kéo hai người họ ra khỏi nhà và treo họ dưới ngọn đèn đường trong chớp mắt, cơn gió lạnh đã đánh thức hai người họ tỉnh lại. Kỳ Anh tư giật mình, cậu làm gì vậy? Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Cậu làm như vậy là đang phạm tội đấy, có biết không hả? Chương 216, hẳn là rất vất vả phải không? Lâu Hân Duyệt cũng hét lên, "Cầu xin anh hãy tha cho tôi, tôi biết tôi đã sai rồi, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa, anh hãy tha cho tôi lần này có được không?" Thiên Hạt vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Không chỉ có thế, chỉ một ngón tay vừa xẹt qua đã cắt đứt cả bốn bàn chân của hai người trong tích tắc. Gân chân đã bị cắt đứt, họ muốn chạy cũng không thể chạy thoát được. Trong màn đêm vọng đến tiếng kêu gào thét đau đớn của một nam một nữ. Cuối cùng thiên hạt nhả ra một làn khói rồi quay lưng bỏ đi. Ở phía bên kia, nhậm chỉ lan chạy đến cuối con đường và nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ở ngã tư. Khi bà ta đi tới, cửa sổ xe mở ra. Người ngồi ở ghế lái là giang sách ngay lập tức nhậm chỉ lan hiểu rằng giang sách đã cứu bà ta, đôi mắt bà ta rưng rưng. Dì Lan, lên xe đi. Không cần nói quá nhiều, nhậm chỉ lan mở cửa ngồi vào ghế sau, giang sách lái xe đưa bà ta đi. Trên đường đi, nhậm chỉ lan đã khóc. 40 phút sau, xe dừng ở cửa một biệt thự, cửa xe mở ra, giang sách đỡ nhậm chỉ lan ra ngoài rồi hai người lần lượt đi vào biệt thự. Giang sách đưa chìa khóa cho nhậm chỉ lan. Dì Lan, từ nay về sau, đây sẽ là nhà của Di. Này, chuyện này sao được chứ? Di không thích à? Không phải, mà nó quá xa xỉ rồi. Giang Sách mỉm cười, cháu vẫn luôn ghi lòng tạc giả chuyện năm đó Di đã quan tâm chăm sóc đến gia đình cháu, số tiền ít ỏi này chẳng là gì cả. Hơn nữa, Di và Kỳ Anh Tư đã cãi nhau ở Mỹ như vậy nên chuyện ly hôn là không thể tránh khỏi. Chắc chắn đi sẽ không đến chỗ ông ta sinh sống nữa. Dù sao cũng phải tìm một chỗ ở mới chứ ạ à. Nhậm chỉ Lan nghĩ cũng phải nên không từ chối nữa Bà ta lại hỏi tiếp Đúng rồi, người đàn ông đã cứu gì vừa rồi là ai vậy Giang sách không trả lời vấn đề này Ai đã cứu gì không quan trọng Điều quan trọng là gì đã được cứu Hơn nữa, dì Lan à Cuối cùng dì hãy quên người đã cứu mình đi Hãy quên hết đi Vào lúc này Nhậm Chỉ Lan cảm thấy trên cơ thể Giang Sách tỏa ra một loại cảm giác rất khó tả. Bà ta cảm giác rằng nhất định Giang Sách không phải là người bình thường. Tất nhiên, anh không phải là một doanh nhân chỉ vì lợi nhuận, cũng không phải là một tên xã hội đen hay đánh đấm, mà trên người Giang Sách có cảm giác giết người rất mạnh. Đó là khí chất chỉ có thể hun đúc được bằng những năm tháng chiến đấu và liếm máu. Sách nhi, con nói con đã đi lính được 5 năm. Hẳn là rất vất vả phải không? giang sách khẽ cười và nói có anh em bầu bạn có tín ngưỡng chống đỡ thì cũng không vất vả anh ngồi bên cạnh nhậm chỉ lan đúng rồi dì lan còn một điều nữa mong dì hãy hứa với con con nói đi con hy vọng dì có thể từ chức khởi công ty giải trí bá khổng và đến làm việc cho công ty giải trí ức mạnh của con thứ nhất con bảo vệ gì sẽ thuận tiện hơn thứ hai bên chỗ của con đang thiếu một giáo viên diễn xuất xuất sắc như gì Thật ra vẫn còn có một lý do thứ ba, anh mong được ở bên nhậm chỉ lan lâu hơn để hồi tưởng lại, tình mẫu tử mà anh chỉ có khi còn là một đứa trẻ. Nhậm chỉ lan nghiêm túc gật đầu, được, di hứa với con. Ngày hôm sau, ở khu Giang Nam đã xảy ra hai sự việc trọng đại. Thứ nhất, hơn 10 xác chết được tìm thấy trên một con phố nào đó, tình trạng chết rất đáng sợ, không biết tung tích của hung thủ, Thứ hai, đạo diễn nổi tiếng Kỳ Anh Tư và ngôi sao lớn Lầu Hân Duyệt bị treo lên đèn đường, bị làm nhục và bị ngược đãi. Hai vụ án đã làm giấy lên cuộc thảo luận lớn trên mạng xã hội. Không ai biết đằng sau những điều này là có ý nghĩa gì. Đồng thời, Nhậm Chỉ Lan cũng làm hai việc. Đầu tiên là ly hôn với Kỳ Anh Tư, sau đó từ chức khỏi công ty giải trí bá khổng. Sau khi từ chức, bà ta lập tức nhận lời mời từ công ty giải trí ức mạnh và trở thành giáo viên diễn xuất ở đây. Kể từ đó, Nhậm Chỉ Lan chính thức trở thành thành viên của giải trí ức mạnh. Khi bà ta vừa ký hợp đồng xong, giám đốc Trình Đan Đình cười tâu tuét rồi đến tận nơi đón Nhậm Chỉ Lan. Trình Đan Đình cũng đã làm việc tại Hollywood của Hoa Kỳ trong nhiều năm, tất nhiên đã nghe đến danh tiếng của Nhậm Chỉ Lan. Đây là nơi có kinh nghiệm biểu diễn rất phong phú, đã đào tạo ra một số lượng lớn các tài năng bậc cao cho những người thầy và các diễn viên xuất sắc có thể thu hút nhân tài như vậy vào giải trí ước mạnh đã giúp công ty nâng cao sức mạnh lên rất nhiều. Trong tương lai, các lớp đào tạo nghệ sĩ cũng sẽ bồi dưỡng ra ngày càng nhiều nghệ sĩ chất lượng cao. chương 217, cái này là cái gì? Sự phát triển của giải trí ước mạnh ngày càng mạnh mẽ, trong khoảng thời gian tiếp theo đã tạo ra những bước đột phá lớn trong lĩnh vực hoạt hình, điện ảnh và truyền hình, âm nhạc, game và các khía cạnh khác. Giới giải trí của thành phố Giang Nam đã có sự thay ra đổi thịt, Ngày hôm đó, sau khi Giang Sách hoàn thành xong công việc của mình thì anh đến tiệm ăn Uyên Ương để nghỉ ngơi và thư giãn, chuẩn bị nếm thử tài nghệ của đạo thần Nhiếp Tranh. Từ khi Nhiếp Tranh làm ăn phát đạt cho đến nay, ông ấy càng ngày càng bận rộn. Công việc kinh doanh của tiệm ăn càng ngày càng thịnh vượng, một mình ông ấy không thể quán xuyến hết được nên rất cần thêm một trợ lý tới giúp. Giang Sách và Nhiếp Tranh đang nói về chuyện này thì thấy hai người phụ nữ, một già một trẻ bước vào cửa người già có vẻ ngoài 70, còn người trẻ mới ngoài 20. Nhiếp Tranh nói: "Xin lỗi, hôm nay chúng tôi đóng cửa." Bà cụ nói: "Chúng tôi không đến ăn cơm, tôi dẫn theo cháu gái đến xin việc." Mấy ngày nay, đúng là Nhiếp Tranh có đăng tin tuyển dụng. Ông ấy muốn thuê một trợ lý, nhưng dưới sự yêu cầu khắt khe của ông ấy, đã có rất nhiều người đến mà vẫn chưa có ai thích hợp. Nhiếp Tranh nhìn cô gái từ trên xuống dưới, cô ấy ăn mặc khá đẹp và gọn gàng trông rất sạch sẽ và thoải mái đôi mắt cũng rất đẹp cháu tên là gì cô gái nhìn bà cụ nhìn nhiếp tranh rồi chỉ tay vào miệng mình mà lắc đầu bà cụ giải thích cháu gái tôi tên là ngải hà từ khi sinh ra đã không biết nói rồi anh nhiếp đừng chê bai thế nhưng con bé rất thích nấu ăn vẫn thường xem các chương trình ẩm thực của anh con bé rất ngưỡng mộ anh vẫn mong sẽ được trở thành trợ thủ đắc lực của anh mong anh hãy thu nhận nói như vậy thì cô ấy là một người câm Nhiếp Tranh không quan tâm, ngay cả ông ấy bị cụt một tay mà còn trở thành một đầu bếp thì một người cầm có là gì chứ? Vừa định hỏi thêm vài câu thì có một đám người khác đi tới trước cửa. Tất cả những người này đều mặc vest, đeo cà vạt, trông giống như những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, họ đang vây quanh một thiếu niên khoảng 20 tuổi. Anh ta trông rất đẹp trai, nhất là đôi bàn tay kia, trắng nõn và mềm mại, trông còn đẹp hơn cả bàn tay của phụ nữ đám người này đi thẳng vào cửa, không thèm giải thích đã đẩy ngải hà và bà cụ sang một bên trong tư thế dọn dẹp ngã tư đường. Người thiếu niên phe phẩy cây quạt của mình và đi đến chỗ nhiếp tranh, cất chiếc quạt đi và làm một động tác bái lại. Hậu bối nhà hàng Tinh Nhung, Hoàng Diệu Lương xin chào tiền bối đao thần. Nhà hàng Tinh Nhung là một nhà hàng hãng nhất nổi tiếng ở khu vực Giang Nam, món cay tứ xuyên của họ làm gần tương đương với chính thống, Mọi người đều nói, nếu muốn món cay tứ xuyên chính thống thì phải đến nhà hàng Tinh Nhung. Đủ thấy thực lực của nhà hàng Tinh Nhung như thế nào. Hoàng Diệu Lương chính là con trai thứ hai của chủ nhà hàng Tinh Nhung, từ nhỏ đã học thành thạo các loại món ăn, tay nghề cao siêu. Nhiếp Tranh khẽ nhíu mày hỏi, người của nhà hàng Tinh Nhung đến đây làm gì? Hoàng Diệu Lương cười và nói, không giấu gì ngài, mỗi ngày hậu bối đều xem chương trình của tiền bối, rất hâm mộ tài nghệ tuyệt vời của ngài vì vậy đã cố ý lấy lòng ba tối và đã được ông ấy đồng ý đến đây bái ngài làm thầy ạ à. bài thầy con trai thứ hai của nhà hàng tinh nhung lại bởi một quán ăn ven đường làm thầy ư nhiếp tranh cười nói tôi không nhận học trò chỉ nhận trợ lý hoàng diệu lương nói không sao tôi sẵn sàng làm trợ lý ừ vậy cậu đứng qua một bên trước đi xếp hàng theo thứ tự trước cậu còn có một người nữa tôi phải phỏng vấn người khác Hoàng Diệu Lương sững sờ. Cái này là cái gì? Từ nhỏ đến giờ chỉ có người khác nhường anh ta chứ làm gì có chuyện anh ta nhường người khác chứ, huống chi là chờ một người cảm không quyền không thể. chương 218, người trợ lý mà tôi nhận là. Hoàng Diệu Lương tỏ vẻ không vui, ông nhiếp, tôi nghĩ ông không cần phỏng vấn người khác nữa đâu. Loại đầu bếp tạp nham này không biết từ đầu chạy tới, rõ ràng là chưa được đào tạo bài bản, trong nhà cũng không được hun đúc chui rèn thì sao xứng làm trợ lý của ông chứ? Hơn nữa, cô ta còn là một người cấm. Nhiếp Tranh rất khó chịu về những nhận xét này. Ông ấy nhíu mày nói, đầu bếp tạp nham thì sao? Tôi không phải đầu bếp tạp nham mà, người cảm thì không thể làm đầu bếp ư? Nếu vậy tôi đây tàn phế thì lại càng chẳng có tư cách để làm đầu bếp sao? Hoàng Diệu Lương không biết phải trả lời như thế nào với hàng loạt câu hỏi đầy tức giận kia ngoặc kép chấm 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 không phải tôi cố ý nhắm vào ông đâu bà cụ dẫn ngải hà đi tới chủ động nói anh nhiếp đừng tức giận dân đen như chúng tôi cứ xếp hàng phía sau vậy không sao nhiếp tranh thở dài thôi vậy tôi không nói những lời dư thừa nữa nếu mọi người đến đây để xin làm trợ lý thì hãy tiến hành kiểm tra đánh giá thôi hai người mỗi người sẽ vào bếp sau nấu một món tủ để tôi xem tay nghề của hai người thế nào hoàng diệu lương cầu trước đi. Hoàng Diệu Lương sắn tay áo, đến ngay. Anh ta hăng hái bước vào bếp sau, bận rộn một hồi thì chừng 20 phút sau, trên bàn đã dọn ra một món cá pét ca hấp rất đẹp mắt. Hoàng Diệu Lương đưa tay ra hiệu, ông nhiếp, hãy nếm thử. Nhiếp tranh không khách sáo, cầm đũa lên gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai. Ông ấy nói với Giang Sách, Tổng Giám Đốc Giang, anh cũng thử xem. Giang sách ăn được vài gắp thì gật đầu khen, rất ngon, hương vị rất tuyệt. Tuổi trẻ tài cao. Nhiếp tranh cũng nói, không hổ là con nhà danh môn, quả nhiên tay nghề thật đỉnh cao. Hoàng Diệu Lương tỏ rõ vẻ tự hào, dương dương tự đắc. Từ nhỏ anh ta đã học nấu ăn, mỗi ngày đều được rèn luyện ở nhà nên mặc dù trình độ tay nghề không phải là đầu bếp hàng đầu nhưng vẫn cao hơn một bậc so với mấy đầu bếp tạp nham ven đường. Nhiếp tranh đặt đũa xuống, đi đến phòng bếp phía sau nhìn một lượt, khi quay lại thì ngồi xuống ngải hà đến lượt cháu ngải hà hơi lo lắng và ngại ngùng bình thường nấu ăn cho người nhà thì không sao nhưng bây giờ phải so tài với người khác khiến cô ấy thấy không quen hơn nữa hoàng diệu lương là một đối thủ mạnh như vậy nên ngải hà càng thêm bối rối bà cụ khuyên không sao đâu đi thôi ngải hà hít thở sâu vài cái rồi thầm động viên bản thân đi vào căn bếp nửa tiếng sau bước ra với bát thịt kho tàu Hoàng Diệu Lương vừa nhìn thấy thì mừng rỡ, có nhầm lẫn gì không đây, thịt kho tàu sao? Món ăn tầm thường như vậy mà cũng lấy ra thi thố, không biết xấu hổ à? Ngải Hà cầm bát thịt trong tay, đứng im tại chỗ. Cô ấy thường nấu món thịt kho tàu cho cả nhà ăn, đó là món tủ của cô ấy nên không suy nghĩ gì mà đã nấu món này. Nhiếp tranh xua tay, không thành vấn đề, mang đến đây. Lúc này Ngải Hà mới bưng một bát thịt lên bàn, nhiếp tranh và giang sách mỗi người gặp một miếng thịt và ăn, hương vị thực sự rất ngon, rất có hương vị quê hương, nhưng xét về kỹ thuật cắt thải, phối hợp gia vị, màu sắc đều có rất nhiều khiếm khuyết. Xét về tài nghệ nấu ăn thì ngải hà không thể so sánh với Hoàng Diệu Lương. Hoàng Diệu Lương ngẩng đầu lên, kết quả của cuộc thi này đã rõ, chắc chắn anh ta sẽ thắng. Tuy vậy, nhiếp tranh cũng không sốt sắng thông báo kết quả, mà ông ấy đi vào phòng bếp phía sau xem xét một lượt, sau đó trở về chỗ ngồi của mình ông ấy hắng giọng rồi nói trước mặt mọi người cuộc so tài đã chấm dứt trong lòng tôi đã có đáp án rồi người trợ lý mà tôi nhận là ngải hà hoàng diệu lương nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi mọi chuyện hoàn toàn khác xa so với những gì anh ta nghĩ dựa vào đâu chứ hoàng diệu lương cảm thấy bất mãn trong lòng món ăn tôi làm sao lại không bằng một đầu bếp không chuyên được không thậm chí cô ta còn không phải đầu bếp tôi không phục. chương 219, người làm ba như ông cũng vô trách nhiệm quá rồi đấy. Nhiếp tranh chỉ chỉ vào phòng bếp ở phía sau, cậu vào xem sẽ hiểu ngay thôi. Hoàng Diệu Lương đi vào phòng bếp ở phía sau với vẻ mặt đầy nghi hoặc, vừa đẩy cửa ra đã sững sờ tại chỗ. Chỉ nhìn thấy toàn bộ phòng bếp đều được dọn dẹp, tuy vừa nấu ăn xong nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng sạch sẽ, ngay cả sàn nhà cũng có dấu vết đã được lau dọn. Tất cả những vật dụng trong nhà bếp đã qua sử dụng đều được sắp xếp một cách ngăn nắp khiến người khác cảm thấy rất hài lòng. Còn nhìn lại mình, vừa nấu ăn xong đã quăng dao, nồi, chén, đũa lộn xộn hết cả lên, sàn nhà cũng bị dẫm đến bẩn, thậm chí còn đổ dầu thừa vào trong bồn rửa chén. Nếu so với ngải hà thì thật sự có thể dùng từ, lôi thôi lách thách để hình dung hoàng diệu. Lương, từ giây phút đó, anh ta đã biết mình thua ở đâu rồi. Hoàng Diệu Lương từ từ đi tới, Cúi đầu không nói lời nào. Nhiếp Tranh nhẹ nhàng hỏi, cậu có biết mình thua ở điểm nào không? Hoàng Diệu Lương gật đầu, dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Nhiếp Tranh an ủi, cậu còn trẻ mà đã có tay nghề nấu nướng tốt như vậy, chỉ cần sau này cậu có đủ kiên định, chịu yên phận và đừng nóng nảy bốc đồng, chắc chắn cậu sẽ trở thành một đầu bếp xuất sắc trong tương lai. Nhưng hôm nay thì cậu thua rồi. Không nói thêm gì nữa, thằng thua đã rõ. Cô gái cầm ngải hà vô cùng bất ngờ đã trở thành trợ lý của nhiếp tranh, còn Hoàng Diệu Lương thì nuối tiếc vì thất bại rời đi trong suy sụp. Nhiếp tranh động viên ngải hà, tôi cảm thấy cháu rất thiếu tự tin về bản thân, điểm này khiến cháu rất khó cải thiện khả năng nấu nướng của mình, sau này cháu phải học cách thả lỏng và tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Một người khuyết tật thiếu mất một tay như tôi, còn có thể nấu ăn được, người đầy đủ hai tay như cháu thì càng dễ thành công. Ngải hà gật đầu liên liệu, cô ấy nhìn thấy trong mắt nhiếp tranh lóe lên một tia chân thành. Giang sách mỉm cười, cầm đũa đứng lên gắp cá vượt hấp và thịt kho tàu vừa ăn vừa nói, hai người cứ trò chuyện đi, tôi ăn trước đây, sắp đổi chết rồi. Hai. Trong lúc ăn cơm, Giang sách vờ như vô tình nhìn thoáng qua nhiếp tiểu vân, anh hỏi, năm nay tiểu vân bao nhiêu tuổi rồi, có đi học chưa? Nhiếp tranh thở dài, thật ra nó đã tới tuổi đến trường rồi, nhưng tôi chưa tìm được nhà trẻ nào thích hợp cả, hơn nữa gần đây tôi bận quá nên việc đến trường cũng tạm thời bị hoãn lai làm vậy sao mà được cho con cái đi học là chuyện lớn thế mà ông lại không để trong lòng dấu lớn dấu lớn giang sách suy nghĩ một lát rồi nói tôi biết một nhà trẻ ở gần đây đi bây giờ chúng ta đi đăng ký cho cô bé thôi đi luôn bây giờ hả nếu không thì sao người làm ba như ông cũng vô trách nhiệm quá rồi đấy giang sách bế nhiếp tiểu vân ra ngoài nhiếp tranh bất đắc dĩ đành giao việc ở cửa hàng cho ngải hà lo liệu còn ông ta thì theo giang sách đến nhà trẻ nhà trẻ mà giang sách đang nói đến chính là nhà trẻ mà con trai của cốt lang đang theo học nhà trẻ húc huy hiệu trưởng cam đức dương vừa nhìn thấy giang sách đến đã vội mỉm cười niềm nở bước đến chào hỏi ô anh giang sao hôm nay lại đến đây thế tôi đến để báo danh cho đứa nhỏ được không thành vấn đề rút kinh nghiệm từ lần trước lần báo danh này không hề gặp trở ngại gì, Cam Đức Dương lập tức hoàn thành thủ tục nhập học cho Nhiếp Tiểu Vân, sau đó dẫn cô bé đến lớp. Cam Đức Dương giới thiệu Nhiếp Tiểu Vân với các bạn nhỏ khác trong lớp, tiếp đó sắp xếp chỗ ngồi cho cô bé. Lúc này, Giang sách vẫy tay với cổ vĩnh lượng con trai của Cốt Lang, gọi thằng bé đến bên cạnh mình. Chú! Ừm, um. Giang sách ngồi xổm xuống bên cạnh cố vĩnh lượng rồi nói, em gái vừa tới lúc nãy là con gái của một người anh em tốt của chú, Chú sắp xếp cho cô bé học ở đây nên con chăm sóc cho em ấy một chút. Em ấy có gì không hiểu thì con giải thích cho em ấy, đừng để em ấy bị các bạn khác bắt nạt, biết chưa? Cô Vĩnh Lượng gật đầu lia lịa, con biết rồi chủ, con không để cho bất cứ ai bắt nạt em ấy đâu. Ừ, ngoan lắm. Giang Sách xoa xoa cái đầu nhỏ của cô Vĩnh Lượng, sau khi bảo thằng bé trở về lớp thì rời khỏi trường học với Nhiếp Tranh. Nhiếp Tranh đã lo lắng suốt dọc đường. Tuy Nhiếp Tiểu Vân đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tách khỏi ba mình, chuyện này khiến ông ta có chút không yên lòng. Chương 220, thằng nhóc chết tiệt này. Giang Sách cười nói, dù sao đứa trẻ cũng phải lớn lên, ông cũng không thể bảo vệ cô bé cả đời được đúng không? Học cách buông tay, để cô bé tự bay đi. Ai, tôi cũng biết vậy, nhưng lại khó mà làm được. Mấy ngày tiếp theo, Nhiếp Tiểu Vân vẫn đến nhà trẻ học một cách xuôn sẻ nhờ có sự xuất hiện của ngải hà mà tiệm cơm uyên ương đã trật tự ngăn nắp hơn hẳn, mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt. Nhưng ông trời lại không chiều theo lòng người. Hôm nay Giang Sách và Cốt Lang cùng đến thăm tiệm cơm của Nhiếp Tranh, gọi một vài món ăn và mấy chai rượu để vừa ăn vừa uống. Đang ăn uống thì đột nhiên có một bác gái vội chạy đến với vẻ mặt đầy hoảng hốt. Cốt Lang, cậu vẫn còn ngồi đây ăn uống được à? Cô Vĩnh Lượng nhà cậu xảy ra chuyện rồi. Cốt Lang sợ tới mức mất hồn mất vía, sốt ruột hỏi bác gái bác nói rõ một chút đi con trai tôi bị làm sao con trai cậu đánh bạn trong trường bây giờ hiệu trưởng và giáo viên đang phạt con trai nhà cậu đấy còn nói sẽ đuổi học thằng bé nữa ai ra cậu mau chạy đi xem thử đi hừ cái thằng nhóc chết tiệt này ông đây vất vả lắm mới gửi nó đi học được bây giờ nó lại tìm thêm rắc rối cho ông đây nữa dù thế nào tôi cũng phải đánh chết nó mới thôi cốt lang đứng dậy chạy đi giang sách hơi híp mắt nhìn thoáng qua nhiếp tranh cũng đồng thời chạy theo lúc ba người đến nhà trẻ đã thấy cố vĩnh lượng đang chịu phạt ở trước cửa lớp học chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng cam đức dương đang đứng một bên lớn tiếng trách mắng thấy cốt lang đến cam đức dương tức giận nói cốt lang anh dạy con trai mình kiểu gì vậy cậu xem thằng bé đã đánh con nhà người ta ra nông nổi thế nào rồi cốt lang nhìn theo hướng ngón tay của cam đức dương trông thấy một cậu bé mặt mày xanh tím tóc bị cắt ngắn hơn phân nửa trên cánh tay vẫn còn in hẳn một dấu răng nhỏ đang đứng cách đó không xa dáng vẻ bị đánh thê thảm đến mức phải khóc thét lên thằng nhóc chết tiệt này mày làm tao tức muốn chết rồi cốt lang chưa kịp ra tay dạy dỗ con trai mình thì một chiếc ô tô màu đen đã dừng ở trước cổng trường cửa vừa mở ra một người đàn ông mặc tây trang vội bước tới anh ta chính là ba của đứa trẻ bị đánh kia cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn ngưỡng vấn hồng chiết có giá trị lên đến hàng trăm triệu và là người giàu nhất trong số các bậc phụ huynh vừa mới bước đến hồng chiết đã lớn tiếng chất vấn là đứa chết tiệt nào đã đánh con tôi mau lăn ra đây cho ông mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cố vĩnh lượng chỉ trong nháy mắt hồng chiết đã biết ai là người đã ra tay anh ta bước tới vừa chỉ vào mũi của cố vĩnh lượng vừa hỏi thằng danh con là mày đánh đúng không không ngờ Cố Vĩnh Lượng lại không hề sợ hãi mà ngược lại còn ngẩng đầu lên. Là tôi đánh đó. Hừ, đã đánh người không biết nhận sai mà còn ở đó ngông cuồng. Hồng Chiết giơ tay tát vào mặt Cố Vĩnh Lượng một cái thật mạnh, không ai có thể ngờ một người lớn như anh ta lại ra tay đánh một đứa nhỏ cả, ngay cả Cốt Lang cũng hoảng sợ vội chạy đến đỡ con trai mình lên. Nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình bị đánh làm lòng Cốt Lang cũng thấy luống cuống, nhưng dù sao mình cũng là bên có lỗi nên cũng không nói được gì. Không chiết tát xong một cái vẫn chưa chút hết lửa giận, chỉ tiếp vào Cốt Lang nói, anh chính là cái tên xã hội đen đã khiến các bậc phụ huynh trong nhóm phải thảo luận sôi nổi đấy à. Đúng là có người ba loại gì thì sẽ sinh ra đứa con loại đó mà, đời trước không ngay thẳng thì đời sau cũng lệch lạc thôi. Chương 221, đúng là buồn cười. Lần trước mọi người đã gật lực phản đối việc cho con trai của anh vào học, lúc đó tôi phải đi công tác nên không có mặt. Nghe nói anh đã dùng thủ đoạn cực kỳ dơ bẩn để uy hiếp mọi người, sau đó mới có thể đưa con trai mình vào đây. Đúng là buồn cười. Con trai của Hồng Chiết tôi đã đọc rất nhiều thơ và sách ngay từ khi còn nhỏ, những lúc rảnh rỗi còn luyện đàn piano và học vẽ tranh, đứa nhỏ nhà chúng tôi phải trở thành người làm chuyện lớn nên tài năng và phẩm chất đều đứng đầu. Không ngờ lại phải học chung một trường với hạng rác rưởi trong rạp xiếc như các người. Không được, tôi kiên quyết không đồng ý cho đứa con hoang này học ở đây. Hiệu trưởng, lập tức xóa tên nó ra khỏi danh sách rồi đuổi học đi. Không chiết có tiền có thể nên hiệu trưởng Cam Đức Dương không dám đắc tội anh ta, hơn nữa Cố Vĩnh Lượng lại là người bắt đầu trước, xem ra lần này đuổi học là chuyện khó tránh khỏi rồi. Trong lòng Cốt Lang đầy căm hận, khó khăn lắm anh ta mới đưa con trai đi học được, thế mà chỉ mới vài ngày đã bị đuổi học rồi, đúng là nghiệp chướng mà. Lúc này, Nhiếp Tiểu Vân đã chạy đến trốn sau lưng ba mình là Nhiếp Tranh dùng tay kéo kéo tay áo của Nhiếp Tranh và nói: "Ba, đừng để anh Vĩnh Lượng rời đi được không?" Nhiếp Tranh có hơi khó xử, nói cho cùng trong chuyện này Cố Vĩnh Lượng vẫn là người có lỗi, nếu hiệu trưởng lấy lý do này để đuổi học Cố Vĩnh Lượng thì mọi người cũng khó có thể nói gì được, nhưng những lời tiếp theo của Nhiếp Tiểu Vân lại khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải kinh ngạc. Cô bé có chút nước nở nói: "Tất cả đều do bạn nam xấu tính kia không tốt, hôm nay cậu ta thấy con mặc váy liền nhấc váy con lên" còn ném con bọ nhỏ vào trong quần áo của con nữa. Con sợ đến mức khóc lên, nhưng các bạn khác đều sợ bạn nam xấu tính kia nên không dám đến giúp con, chỉ có anh Vĩnh Lượng đứng lên đánh cho bạn nam xấu xa kia một trận. Ba, đừng để anh Vĩnh Lượng rời đi mà, anh ấy mà đi thì bạn nam xấu tính kia lại bắt nạt con cho xem, con cũng không muốn học ở đây nữa đâu. Mọi người nghe xong, sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là Hồng Chiết, anh ta tức run người lập tức chỉ vào nhiếp tiểu vân hỏi, mày nói ai là bạn nam xấu tính hả? Nhiếp tiểu vân sợ tới mức trốn ra phía sau, sau đó dùng ngón tay chỉ về phía cậu nhóc bị đánh rồi nói, là cậu ta đấy ạ, à? cậu ta không chỉ bắt nạt con mà còn bắt nạt các bạn nhỏ khác nữa, tất cả mọi người đều sợ cậu ta, ai cũng gọi cậu ta là tiểu quỷ hết. Mặt của Hồng Chiết không thể nén được lửa giận nữa, vừa rồi anh ta luôn miệng khoe khoang con trai của mình am hiểu tứ thư ngũ kinh, học đàn học vẽ phẩm chất ưu tủ đứng đầu như thế nào, không ngờ chỉ trong chốc lát đã phải tự vả. Nhân phẩm của con trai anh ta không chỉ ở mức không ra gì mà thậm chí có thể dùng từ cực kỳ thấp kém để hình dung. Hồng Chiết chừng mắt nhìn nhiếp tiểu vân, rảo bước đi về phía cô bé. Được lắm, còn nhỏ như vậy mà đã học cách nói dối rồi. Theo tao thấy mày và thằng nhóc chết tiệt kia là cùng một ruột nhỉ. Tuổi còn nhỏ mà đã không biết xấu hổ như vậy, sau này lớn lên còn đến mức nào nữa để tạo thay ba mày dậy dỗ lại mày. Màu nóng đã dâng đến não, Hồng Chiết cũng không quả để tâm đến mọi thứ xung quanh, vội giơ tay định tát vào mặt nhiếp tiểu vân. Vào giây phút đó có một bóng người chợt chắn trước mặt anh ta, giang sách sông tới đứng trước mặt Hồng Chiết như một cơn gió, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh như băng, dùng giọng điệu hờ hững nói, con của anh làm sai, thế mà còn muốn chút giận vào con nhà người ta nữa à? mươi 222, ha ha, đúng là vô liêm sỉ quá rồi anh ta giơ tay định hất tay giang sách ra, kết quả là vừa duỗi tay qua đã bị giang sách thuận thế vặn ngược cánh tay ra sau. Lúc nghe thấy một tiếng, răng rắc, thì cánh tay của Hồng Chiết đã bị vặn gãy rồi. Ui, à, hiện trường phát ra tiếng la hét thảm thiết như thọc tiết heo. Hồng Chiết liên tục lùi về phía sau mấy bước, sau đó quát, má nó, mày dám động đến ông đây, có biết ông đây là ai không? Giang sách cũng không phân bua gì thêm, chỉ đi lên đá anh ta một cú khiến anh ta nằm dạp trên đất, tiếp đó còn dẫm lên ngực anh ta rồi hỏi, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết anh là ai? Hiệu trưởng vội chạy đến khuyên can giang sách, quay trời mạ, anh đứng có đánh nữa mà. Vị này là phó tổng giám đốc của tập đoàn Ngưỡng Vấn, người đã quyên tặng cho trường chúng ta hai dãy lầu, cũng là hiệu trưởng danh dự của trường chúng ta. Dù thế nào anh cũng không thể đánh cậu ấy được. Giang sách cười lạnh nói, thế nào? Bởi vì quyên góp hai dãy lầu mà có thể biến đen thành trắng sao? tôi không tin con trai của anh ta ngang ngược hỗn xược ở trong trường lâu như vậy mà giáo viên các người lại không hề phát hiện ra chút nào. Biết rõ con của anh ta hư hỏng mà còn bao che dung túng. Thậm chí lúc xảy ra chuyện còn phải bay mọi trách nhiệm của con anh ta, tất cả đều đẩy cho cố vĩnh lượng gánh vác một mình. Hôm nay nếu không có Tiểu Vân thì tất cả mọi người đều chẳng hay biết gì cả. Mặt của hiệu trưởng Cam Đức Dương đầy vẻ lúng túng khó xử, chẳng lẽ ông ta không biết con của Hồng Chiết lại ngang ngược hỗn xược sao? Không, ông ta biết. Nhưng vừa nghĩ đến thân phận của Hồng Chiết, Cam Đức Dương chỉ nghĩ thầm, quên đi, đám trẻ cãi nhau ở Mỹ một chút thì thế nào được chứ? Thế là lại dung túng bao che lần nữa, cuối cùng làm cho mọi chuyện càng trầm trọng hơn. Những đứa nhỏ khác trong trường đều sợ thằng quỷ nhỏ này, ngoài nhiếp tiểu vân ra, nói không chừng những đứa nhỏ khác đã cam chịu không ít giày vò rồi, chỉ có một mình cố vĩnh lượng dám đứng ra thế mà lại bị chỉ trích theo hướng tiêu cực ha ha, đúng là vô liêm sỉ quá rồi. Lúc này, một nữ giáo viên tuổi còn trẻ trợ cái mặt mo ra nói, Ây anh lớn tiếng như vậy làm gì? Người làm giáo viên như chúng tôi lúc nào mà chả thấy bọn trẻ đánh nhau, hơn nữa ngài Hồng Chiết đây đóng góp cả dãy lầu nên cũng coi như đã cống hiến cho nhà trường, hiện tại nhận một chút quan tâm đặc biệt cũng có gì lạ đâu. Anh có bản lĩnh thì cũng đóng góp một vài dãy lầu đi, đến lúc đó chúng tôi sẽ quan tâm đặc biệt tới con của anh. Ha ha, bệnh của người nghèo đều như nhau, không có tiền thì lớn lỗi cái dám gì. Hồng Chiết đứng lên, trên mặt chợt lộ ra nụ cười, đúng vậy, cho dù con của anh ta hỗn xược thì thế nào. Nếu có bản lĩnh thì anh cũng quyên tặng dãy nhà đi. Giang sách thở dài một hơi, cũng vì tồn tại thứ rác rưởi như cô mà nghề giáo viên mới dần. Trở nên mất uy tín đấy, muốn dãy lầu đúng không? Được, tôi sẽ cho cô. Nữ giáo viên chế diễu nói, thế nào? Anh cũng muốn quyên tặng dãy lầu à? Nếu thật sự có tiền thì trước hết hãy mua vài bộ quần áo mặc đi, đừng mặc đồ vỉa hè suốt như vậy." Giang Sách cười lạnh một tiếng, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Chỉ 3-4 phút sau, hiệu trưởng Cam Đức Dương đã nhận được một cuộc điện thoại thông báo, nhà trẻ Húc Huy đã bị người ta mua lại, người sở hữu phía sau chỉ đích danh Giang Sách. Cam Đức Dương để điện thoại xuống nhưng vẫn chưa dám tin mà nhìn về phía Giang Sách đầy hoảng sợ. Chỉ cần một tin nhắn đã có trọng lượng như vậy. Rốt cuộc thì người đàn ông này là ai? Nữ giáo viên hỏi, "Hiệu trưởng, sao vậy?" Cam Đức Dương lau mồ hôi rồi cười khổ nói, "Chủ sở hữu của ngôi trường này đã thay đổi, bây giờ mọi thứ của ngôi trường này đều thuộc về ngài Giang Sách đây." "Hả?" Nữ giáo viên vừa rồi còn cười nhạo Giang Sách nghe vậy thì im bặt, không biết nên nói gì mới tốt, không ngờ người đàn ông cổ hủ mặc quần áo via hè này lại có tiền như vậy. Giang sách chỉ vào nữ giáo viên, từ bây giờ cô đã bị sa thải, thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi đi. Đừng mà ngài Giang, tôi biết sai rồi, ngài đừng sa thải tối mà, tôi thật sự rất cần công việc này. chương 223, anh có tin tôi tìm người chém chết anh không? Giang sách thản nhiên nói, không phải có cần thì nhất định phải cho cô, đức hạnh của cô không xứng với công việc này, mời rời đi cho. Nữ giáo viên muốn nói gì đó nhưng giang sách trực tiếp bước qua không để ý tới cô ta nữa, bản thân cô ta mồm thổi thì phải gánh chịu hậu quả mà cái mồm thổi mang lại. Ở phía khác, giang sách nói với Cam Đức Dương, hiệu trưởng, trường chúng ta không cần một đứa trẻ ngang ngược quá đáng hay bắt nạt người khác như vậy, đuổi học nó đi. Cam Đức Dương vẫn chưa kịp lên tiếng thì Hồng Chiết đã nóng nảy, anh dám đuổi học con trai tôi hả? Anh có tin tôi tìm người chém chết anh không? Giang Sách liếc qua, ánh mắt lạnh lẽo đầy đáng sợ dọa Hồng Chiết phải lui vài bước. Giang Sách nói: vậy anh có tin tôi sẽ chém chết anh ngay bây giờ không? Hồng Chiết nuốt nước miếng, nghĩ đến bản lĩnh vừa rồi của Giang Sách, lại nghĩ đến cánh tay sắp tàn phế của mình nên không dám hé hé thêm một lời thừa thãi nào nữa. Anh ta nắm tay con trai của mình đang định rời đi, đứng lại, cốt lang lên tiếng. Hồng Chiết quay đầu lại, anh còn muốn thế nào nữa? Thế nào hà? Vừa nãy anh đã tát con trai tôi một cái mà muốn đi dễ dàng như vậy sao?" Hồng Chiết nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Anh, anh muốn làm gì?" Cốt Lang hừ lạnh một tiếng, bước từng bước đến trước mặt Hồng Chiết, hai tay nắm thành quyền hung hăng đấm thẳng vào bụng Hồng Chiết một đấm, khiến Hồng Chiết đau đến mức quỳ hai gối xuống đất nôn thốc nôn tháo. "Hừ." Cốt Lang trở về bên cạnh Cố Vĩnh Lượng, giơ tay xoa xoa vết thương trên mặt con trai sau đó hối hận nói, "Con trai Ba sai rồi, ba nên tin tưởng con mới phải. Đáng ra Cố Vĩnh Lượng phải vô cùng tức giận mới đúng, nhưng suy nghĩ lại chín chắn vượt xa người thường, không có gì, con là đàn ông, mà đàn ông thì nên chịu đựng trong âm thầm. Giang Sách quay đầu lại nhìn thằng bé, anh thật lòng rất thích đứa nhỏ này, trên người đứa nhỏ này có tinh thần không cam chịu thua thiệt, hơn nữa còn có can đảm đảm gánh vác trách nhiệm lại không e ngại thế lực xấu xa, là người có thể bồi dưỡng. Giang Sách bước tới nói thằng bé, Vĩnh Lượng Biểu hiện hôm nay của con rất tốt, sau này con phải duy trì tinh thần này đó. Con yên tâm, chỉ cần con làm đúng, chủ sẽ mãi mãi làm chỗ dựa cho con, không cho bất cứ ai vu khống con." Cô Vĩnh Lượng gật đầu lia lịa, sau đó nhìn thoáng qua Nhiếp Tiểu Vân, hai má đỏ bừng. Thằng bé nói nhỏ với Giang Sách, "Chú ơi, con vẫn còn một chuyện muốn nhờ chú." "Chuyện gì thế?" "Chú có thể để Tiểu Vân luôn đi học chung với con được không?" "Hửm, tại sao?" Cô Vĩnh Lượng hơi ngượng ngùng nói, bởi vì em ấy dễ thương, hơn nữa cũng rất thông minh, ít nhất là thông minh hơn con. Con, con thích em ấy, đợi khi nào con lớn con sẽ cưới em ấy về làm vợ. Phụt, thiếu chút nữa giang sách đã cười phá lên, mặc dù anh sẽ không hay thể hiện cảm xúc vui buồn ra mặt, nhưng khi nghe một đứa nhỏ nói ra mấy lời này cũng khiến anh cũng cảm thấy vui vẻ. Cốt lang đứng bên cạnh nhíu nhíu mày lúng túng muốn chết, bình thường anh ta cũng đâu có dạy thằng bé mấy thứ này. Không biết nó học được từ đầu nữa. Giang sách ho khan một tiếng, cười đáp, e rằng chuyện này chứ không có cách nào giúp con được rồi. Hả, sao thế ạ? À? Vì chuyện này chỉ có con mới có thể giúp được bản thân thôi. Nếu con không chịu học hành cho tốt, mà sau này Tiểu Vân lại càng ngày càng xuất sắc hơn rồi đậu vào trường trung học trọng điểm, đại học danh tiếng, còn con lại bỏ học sớm thì Tiểu vận sẽ bị các bạn nam khác cướp đi thôi. Cô Vĩnh Lượng siết chặt nắm tay, vậy con sẽ học hành chăm chỉ sẽ học cùng trường với tiểu vận cả đời luôn. Tuy mục đích không quá đơn giản nhưng có lý tưởng vẫn rất tốt, ít nhất chuyện cố gắng học tập chăm chỉ không phải chuyện gì xấu. Đến đây, mọi chuyện bên phía trường học đã được xử lý xong, nữ giáo viên và con của Hồng Chiết đã bị đuổi ra khỏi trường, Hồng Chiết cũng bị tước thân phận hiệu trưởng danh dự ngay lập tức. Cuối cùng nhiếp tiểu vân và cố vĩnh lượng cũng có thể yên ổn học ở trường, không cần phải lo lắng sẽ bị người ngoài quấy rối nữa, hết thảy mọi chuyện đều có kết thúc tốt đẹp. Trời bắt đầu tối dần, dưới ánh đèn đường lờ mờ có một bóng người xinh đẹp đi một mình trên phố, chính là Lăng Giao. Là nghệ sĩ mới nhất của công ty giải trí ức mạch nên Lăng Giao nắm giữ rất nhiều tài nguyên khiến danh tiếng càng lúc càng tăng, đồng thời công việc của cô ấy cũng ngày càng nhiều, càng mệt mỏi nhưng trái lại cô ấy càng cảm thấy vui vẻ hơn, cảm thấy cuộc sống như thế càng trở nên phong phú và có ý nghĩa hơn. chương 224, đây cũng không phải việc của anh. Cô ấy đã ước mơ làm một minh tinh ngay từ khi còn bé, cuối cùng giấc mơ năm xưa đã trở thành sự thật rồi. Khi trở về nhà, Lăng Dao đóng cửa lại, cởi giày và tất ra, bước chân trần trên tấm thảm mềm mại, thả lỏng cơ thể sau một ngày mệt mỏi. Lúc cô ấy bước vào phòng khách định uống miếng nước, chợt kinh ngạc phát hiện có một người đàn ông đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Người đàn ông vẫy tay chào cô ấy, "Xin chào, đã lâu không gặp." Lăng Dao sợ tới mức suýt hét toáng lên cô ấy biết người đàn ông này chính là bạn trai cũ. Của cô ấy, người đã chia tay cô ấy vào nửa năm trước Mạc Hiếu Hồng. Bọn họ quen nhau từ khi còn học đại học và yêu nhau từ lúc nào không hay, nhưng đến nửa năm trước Lăng Giao mới biết Mạc Hiếu Hồng là tên bắt cá nhiều tay, ngoài Lăng Giao ra thì anh ta còn yêu đương với năm sau cô bạn gái nữa. Anh ta, qua lại, với những người phụ nữ đó mỗi ngày, cho nên Lăng Giao mới nhẫn tâm chia tay với anh ta và cắt đứt mối quan hệ kể từ đó. Mạc Hiếu Hồng cũng không quá để ý, dù sao anh ta cũng có rất nhiều phụ nữ, ít đi một người cũng chẳng sao, nếu không có Lăng Giao thì sau này tìm thêm người khác là được, cho nên trong suốt 6 tháng qua bọn họ không hề liên hệ gì với nhau nữa. Cứ tưởng rằng đời này bọn họ sẽ giống như người qua đường mãi mãi không liên quan gì với nhau nữa, nhưng hôm nay Mạc Hiếu Hồng lại đột nhiên xuất hiện trong nhà của Lăng Giao. Mà chuyện đáng sợ hơn là trước khi đi Lăng Giao đã đóng chặt cửa chính và cửa sổ rồi thế Mạc Hiếu Hồng vào đây bằng cách nào? Mạc Hiếu Hồng nhìn ra nghi ngờ của cô ấy bèn móc ra một cái chìa khóa từ trong túi rồi nói, em quên rồi à, lúc tình cảm chúng ta còn tốt, em đã đưa chìa khóa cho tôi đấy. Lăng Giao hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, chúng ta đã chia tay rồi, anh còn ở trong nhà tôi làm gì? Mạc Hiếu Hồng mỉm cười, Giao Giao, đừng tuyệt tình như vậy mà, hôm nay anh đến đây là muốn nối lại tình xưa với em. Lăng Giao cho anh ta hai chữ, nằm mơ mà Hiếu Hồng lại không cảm thấy bất ngờ, anh ta đã sớm nghĩ Lăng Giao sẽ trả lời như vậy. Anh ta vui tươi hớn hở nói, con người thời nay đó, sau khi giàu sang, có công danh rồi thì liền trở mặt, ngay cả người đàn ông yêu thương của mình cũng nỡ lòng bỏ rơi. Chào ôi, lòng người khó đoán mà. Lăng Giao tức giận nói, anh còn mặt mũi nào mà nói chứ. Lúc trước tôi đã trả giá cho anh bao nhiêu, còn anh thì sao, câu kết làm bậy với năm, sáu người phụ nữ khác sau lưng tôi, thật nực cười là tôi vẫn giao phó chân tình cho anh. Tôi đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Hiện tại anh còn muốn trở về tái hợp lại với tôi sao? Ha ha, tự đi mà mơ giấc mộng hão huyền của anh đi. Lăng dao đi tới cửa nhà, một tay đẩy cửa, đây là nhà của tôi, không hoan nghênh anh, mời anh hãy bỏ chìa khóa xuống rồi mau chóng rời đi. Mạc Hiếu Hồng thở dài. Được, được rồi, thật là một người phụ nữ vô tình vô nghĩa, coi như tôi đã nhìn thấy cô anh ta cất bước đi tới cửa rồi đột nhiên quay đầu lại nói đúng rồi giao giao tôi nghe nói gần đây cô có vẻ rất hot nhỉ phim điện ảnh cô quay rất ăn khách bây giờ lại còn đang có kế hoạch quay phim mới đây là dấu hiệu sắp được thăng cấp thành nữ nghệ sĩ rồi đó xin chúc mừng chúc mừng lang dao cười khẩy đây cũng không phải việc của anh ồ thật sao mạc hiếu hồng lấy ra một ổ usb trong ngực ra xoay nó trong tay rồi nói chỉ là không biết những người hâm mộ cô khi biết thần tượng trông thì có vẻ trong sáng đáng yêu tính cách dịu dàng và hiền lành thực ra chỉ là một thứ đồ cũ bị người ta từng chơi đùa mà thôi liệu còn có thể tiếp tục cảm thấy hứng thú với cô hay không sắc mặt của lăng dao thay đổi trong nháy mắt cô ấy biết mạc thiếu hồng đang đe dọa mình năm đó lăng dao còn trẻ thiếu hiểu biết và không có chút phòng bị nào trước đàn ông khi còn học đại học cô ấy đã bị những lời ngon tiếng ngọt của Mạc Thiếu Hồng lừa dối và giao lần đầu tiên cho tên đàn ông còn chẳng bằng cầm thú này. chương 225, người bị khiển trách hóa ra lại là Lăng Giao. Lăng Giao vừa lo lắng vừa thấy nhục nhã, cô ấy đã mò mẫm lăn lộn trong ngành này nhiều năm như vậy, phải trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết và cố gắng, không dễ gì mới chờ được cơ hội một bước bay lên trời cao. Có lẽ nào chỉ mới bay được một nửa lại sẽ rơi xuống dưới ư? giấc mộng ngôi sao trung quy chỉ là một giấc mộng cô ấy không cam lòng mạc hiếu hồng kỳ quái nói cô cũng không cần phải sợ hãi tôi biết các nữ nghệ sĩ như các cô hình như có hiệp ước cấm yêu đương hẹn hò gì đó tôi cũng chẳng phải là loại người thích ép buộc người khác nếu cô đã không thích tôi mà lại có những hạn chế của hiệp ước thì thôi đi vậy tôi cũng không muốn cô làm bạn gái của tôi chỉ là anh ta cười xấu xa nhìn lăng dao gần đây tình hình kinh tế của tôi có hơi eo hẹp sao sao một ngôi sao lớn như cô thì chắc hẳn là kiếm được không ít tiền nhỉ cho tôi mượn một chút nhé bấy giờ lăng giao mới hiểu rõ hóa ra là đối phương thấy mình đã thành công nên muốn lợi dụng những tấm ảnh ân ái chụp được năm đó để đe dọa nhằm lấy một khoản tiền từ mình đây là tống tiền là phạm tội đó xuyệt xuyệt đừng có nói khó nghe như vậy chứ mạc hiếu hồng nói tôi chỉ là mượn của cô thôi sao có thể coi là tống tiền nếu cô cảm thấy là tôi đang tống tiền thì cô có thể gọi cảnh sát đến bắt tôi ngay bây giờ mà lang dao tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng lên xuống cô ấy rất muốn gọi cảnh sát đến bắt người nhưng cô ấy cũng biết rằng chỉ cần mình gọi cảnh sát thì mọi chuyện sẽ đầu vào đó nói không chừng những bức ảnh sẽ bị lộ ra ngoài sớm hơn không thể gọi cảnh sát lang dao căm hận hỏi anh muốn bao nhiêu tiền ôi chao vậy mới đúng chứ tôi cũng không cần nhiều đầu, chỉ. Mạc Hiếu Hồng duỗi ra hai ngón tay, 200 vạn tệ. Cái gì, 200 vạn tệ, sao anh không đi cướp luôn đi? Mặc dù gần đây lăng dao ngày càng nổi tiếng nhưng hiện tại số tiền tiết kiệm của cô ấy không tăng lên đáng kể. Có lẽ trong tương lai cô ấy sẽ có nhiều tiền như vậy, nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa thể lấy ra được. Tôi không có. Mạc Hiếu Hồng lại chẳng tin rằng một ngôi sao lớn không thể chi ra 200 vạn tệ ha ha, nhất định là đang nói dối rồi. Anh ta thản nhiên nói, chưa ngày mai, tôi đợi cô ở quán ba lão dương. Nếu lúc đó có không lấy được tiền thì đừng trách tôi chia sẻ ảnh cho phần đông cư dân mạng. Mạc Thiếu Hồng, anh là đồ khốn nạn. Mạc Thiếu Hồng cười lớn rồi rời khỏi nhà, để lại lăng dao đứng ở cửa, uất ức rơi lệ. Lúc trước bị lừa dối, bây giờ bị gài bẫy. Chẳng lẽ cả đời này cô ấy đều không thể thoát khỏi, móng vuốt của Mạc Hiếu Hồng sao? Ngày hôm sau, Giang sách đến giải trí ức mạch từ sớm, tùy ý đi tới đi lui như thường lệ để kiểm tra tình hình hoạt động của toàn bộ công ty. Lúc đi đến phòng học diễn xuất, anh chợt nghe thấy giáo viên biểu diễn nhậm chỉ Lan đang lớn tiếng răn dậy. Dì Lan dạy dỗ thật đúng là nghiêm khắc. Không biết ai xui xẻo mà bị dì Lan mắng như vậy nhỉ? Anh tò mò đi tới xem xét, sau khi nhìn thấy người bị mắng thì anh lập tức trở nên không bình tĩnh nổi. Người bị khiển trách hóa ra lại là Lăng Giao. Giang sách cảm thấy khó hiểu. Anh đã từng chứng kiến kỹ năng diễn xuất của Lăng Giao từ trước. Đừng nói là so sánh với người mới. Thậm chí so sánh với những diễn viên cũ đã đóng phim hàng chục năm thì họ cũng chẳng bị kịp với cô ấy. Thông thường thì cô ấy hay được nhậm chỉ lan điểm danh khen ngợi. Thường được chọn làm học sinh làm mẫu để cho các nghệ sĩ khác học hỏi. Sau ngày hôm nay, sau khi lớp học diễn xuất kết thúc, Giang sách chặn nhậm chỉ lan ở cửa, nhỏ giọng hỏi, Di Lan, sao vừa rồi gì lại mắng lăng dao vậy? Nhậm chỉ Lan thở dài, cũng không biết hôm nay có chuyện gì mà trạng thái của lăng dao vô cùng tệ, hoàn toàn chẳng nghe lọt những gì mà Dì dạy, quên hết tất cả những gì mình đã học trước đây. Điều khiến người ta bực bội hơn nữa là kỹ năng diễn xuất sở trường của mình mà con bé cũng không phát huy được. Con nói gì có thể không nổi nóng hay sao? Nghiêm trọng như vậy à? Đúng đó, nhậm chỉ Lan nói, sách nhi, Bồi dưỡng nghệ sĩ không chỉ là trau rồi kỹ năng mà còn là tu dưỡng phẩm chất tâm lý của họ. Dì cảm thấy dường như lang dao đang có điều gì đó bận tâm, con phải dành thời gian khuyên răn, chỉ bảo con bé. Chẳng phải bộ phim truyền hình mà con bé đóng vai chính sắp khởi quay sao. Nếu con bé lấy loại trạng thái này mà đi diễn thì nguy mất. Giang sách gật đầu, được rồi, con hiểu rồi.